thưa quý vị, hội thảo giới thiệu hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu eBIN phiên bản tiếng Việt với rất nhiều nội dung ý nghĩa và hấp dẫn sẽ được diễn ra sau một vài phút. Xin được kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý còn đang bận rộn với công việc riêng của mình, tất cả chúng ta sẽ cùng ổn định chỗ ngồi. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, trước khi buổi hội thảo bắt đầu thì ban tổ chức xin nhờ quý vị một việc, đó là tất cả chúng ta sẽ cùng chuyển điện thoại của mình sang chế độ rung để tất cả quý vị ngày hôm nay sẽ theo dõi được rất nhiều những thông tin bổ ích trong hội thảo giới thiệu hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu eBIN phiên bản tiếng Việt. Trân trọng cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, ngay sau đây hội thảo giới thiệu hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu eBIN phiên bản tiếng Việt xin phép được bắt đầu. Xin được chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã tới tham dự chương trình hội thảo giới thiệu hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu eBIN phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Và lời đầu tiên xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương và Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, đơn vị của Tổ chức Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhằm mục tiêu tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy thương mại toàn cầu, hai bên đã phối hợp triển khai hội thảo giới thiệu về eBIN, hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu trực tuyến, hỗ trợ các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ để theo dõi các thông tin mới nhất về các yêu cầu pháp lý đối với thương mại quốc tế tại Hà Nội ngày hôm nay. Hệ thống mới này thì sẽ cho phép người dùng có thể truy cập, tiếp nhận những thông báo về hàng rào kỹ thuật TBT và các biện pháp kiểm dịch động thực vật SPS của các quốc gia thành viên WTO. Hệ thống cũng có cơ chế để cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đối thoại để giải quyết các vấn đề về thương mại tiềm năng trong giai đoạn đầu, cập nhật các thông báo liên quan đến thị trường, sản phẩm hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu. Và đó cũng là lý do ngày hôm nay, Cục Xúc tiến Thương mại và ITC đã tổ chức hội thảo nhằm chính thức ra mắt hệ thống cảnh báo thương mại quốc tế eBIN phiên bản tiếng Việt tới đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tới các cơ quan tổ chức nhằm tạo điều kiện trong hoạt động tiếp cận, tra cứu và phân tích thông tin của các đơn vị. Kính thưa quý vị, và tới tham dự với buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu, các vị khách quý. Về phía Bộ Công Thương, xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trọng giới thiệu ông Vũ Bá Phó, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Phó Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, xin được trân trọng giới thiệu bà Pamela Cook Hamilton, Giám đốc điều hành của ITC. Về phía Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, xin được trân trọng giới thiệu ông Ai Hô Lin, Giám đốc Ban Thương mại và Môi trường Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường, Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Tôn Nữ Thục Uyên, Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hoài Thương.
Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vianney Lesanfu, chuyên gia phân tích thị trường, Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC. Và ngoài ra đến tham dự với hội thảo của chúng ta ngày hôm nay đó là sự hiện diện của các cơ quan bộ ngành hiệp hội và các doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành Yên Bái, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương và Nam Định thưa quý vị. Kính thưa quý vị và để mở đầu buổi hội thảo ngày hôm nay thì ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương sẽ lên phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa bà Pamela Cook Hamilton, Giám đốc Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý Việt Nam và quốc tế. Thay mặt Bộ Công Thương Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý đại diện các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, đại diện các doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí, đại diện Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đại sứ quán các nước đã đến tham dự hội thảo giới thiệu hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu E-Ping phiên bản tiếng Việt do Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC tổ chức ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, nhằm mục tiêu tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy thương mại toàn cầu, Bộ Công Thương giao Cục Xúc Tiến Thương mại Vietrade phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC là đơn vị của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tổ chức hội thảo giới thiệu hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu E-Ping phiên bản tiếng Việt nhằm hỗ trợ các cơ quan chính phủ, các tổ chức, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp theo dõi các thông tin mới nhất về các yêu cầu pháp lý đối với thương mại quốc tế. Hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu E-Ping hỗ trợ tạo điều kiện việc tuân thủ các yêu cầu liên quan đến quy định về an toàn và sức khỏe, các quy định về sản phẩm, quy trình thử nghiệm và chứng nhận, các biện pháp cần thiết khác để tiếp cận thị trường quốc tế. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, việc theo dõi sự thay đổi về yêu cầu về sản phẩm tại các thị trường mục tiêu là việc rất quan trọng, mà có thể nói là đây là một yếu tố hàng đầu tác động trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của các hoạt động kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, tại Việt Nam, hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu E-Ping đã được Trung tâm ITC phối hợp với Cục Xúc Tiến Thương mại đưa vào kế hoạch hoạt động trong khuôn khổ dự án đối phó với hàng rào phi thuế quan từ năm 2018. Ngoài các hoạt động nâng cao năng lực, huấn luyện, đào tạo các giảng viên, chuyên gia về lĩnh vực hàng rào phi thuế quan, dự án còn đặc biệt tập trung vào hỗ trợ triển khai hệ thống E-Ping phiên bản tiếng Việt. Hệ thống E-Ping phiên bản tiếng Việt có nội dung tập trung vào một số lĩnh vực chính và có tiềm năng như nông sản, thủy sản, da giày, thực phẩm, thiết bị xây dựng, thức ăn chăn nuôi, phân bón, dược phẩm, thiết bị điện, v.v. Những nội dung về cảnh báo từ ngành nghề, từ những cái lĩnh vực này được dịch sang tiếng Việt giúp cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức truy cập dễ dàng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực để tiếp cận gần hơn với thương mại quốc tế. Đối với hoạt động nâng cao năng lực và phổ biến kiến thức về E-Ping, cho đến nay, theo báo cáo của Cục Xúc Tiến Thương mại, thì đã có 3 khóa huấn luyện về hệ thống E-Ping được triển khai trực tuyến. Các đối tượng là các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp. Các đơn vị đều có những phản hồi tích cực và đánh giá cao khi biết đến hệ thống E-Ping này. Đặc biệt, tại Việt Nam, việc tiếp cận thông tin và hoạt động tư vấn về hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu được thực hiện thông qua Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp Quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng TPT, Văn phòng Thông báo và Điểm Hỏi đáp Quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Thực vật SPS và Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương. Các đơn vị này cũng được ITC và WTO hỗ trợ kỹ thuật
để sử dụng thành thạo hệ thống ePing, đảm bảo tư vấn hiệu quả cho các doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, trong hai thập kỷ qua, thế giới chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng hàng rào kỹ thuật trong bối cảnh thuế quan liên tục giảm theo các cam kết của WTO và FTA. Khi mức thuế trung bình trên thế giới giảm theo các cam kết, thì các thông báo về hàng rào kỹ thuật TPT và SPS lại có xu hướng tăng mạnh. Tôi nghĩ rằng đây là có một điều cũng hết sức bình thường mà các doanh nghiệp là chúng ta cũng phải là hết sức là thích ứng. Do đó, ngoài việc hỗ trợ doanh nghiệp, hệ thống còn hỗ trợ các cơ quan quản lý, các tổ chức nghiên cứu triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sát với thực tế. Thay mặt Bộ Công Thương, tôi xin có lời cảm ơn đến Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC và cá nhân bà Pamela Cook Hamilton, Giám đốc Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC và các tổ chức Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống ePing, đặc biệt là hệ thống ePing phiên bản tiếng Việt. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp với các đối tác hướng dẫn và phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như là các đối tác quan tâm, các đối tượng quan tâm một cách hết sức hiệu quả. Tôi xin tuyên bố khai mạc lễ ra mắt hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu ePing phiên bản tiếng Việt tại Việt Nam. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chúc tất cả các vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tiếp theo và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phần phát biểu chào mừng hội nghị của chúng ta đến từ phía trực tuyến của hai tổ chức là WTO và ITC. Đầu tiên thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bài phát biểu chào mừng đến từ Giám đốc Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, bà Pamela Cook Hamilton. Xin được trân trọng kính mời bà. Thank you so much, Mr. Chairman. Honorable Mr. Do Thang Hai, Deputy Minister of Trade and Industry, Mr. Vu Ba Phu, Director General, Vietnam Trade Promotion Agency, Mr. Ai Ho Lim, Director of Trade and Environment Division, WTO, good to see you. Mr. Nguyen Hoang Linh, Director General, Directorate for Standards, Metrology and Quality, Mr. Le Tan Hua, Deputy Director General, Director of SPS Office, Ministry of Agriculture and Rural Development, Dr. Dao Nhoc Tien, Vice President, Foreign Trade University, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm pleased to be with you, at least virtually, from Geneva for the launch of the ePing in Vietnam. It is a pleasure to see a full room in Hanoi. Let me congratulate the country for the manner in which it has addressed the pandemic. It gives all of us hope that in a near future, in-person events will be possible again worldwide, and I look forward to that. I'm delighted to join you today to celebrate an unprecedented partnership. ITC bringing its expertise in the support of micro, small, and medium-sized companies, WTO championing rules-based trade, Viet Trade using its knowledge to promote Vietnam's trade competitiveness, Vietnam's SPS and TBT inquiry points building the bridge between the WTO and national stakeholders, sector associations representing business, and the Foreign Trade University, FTU, educating future leaders. All these forces combined created the Vietnamese version of ePing to help business in Vietnam stay informed and to anticipate and better understand regulatory changes in export destination markets. This is something to be championed. It is the first time that ePing will be made available in a language that is not an official WTO or UN language. It is the first time that a country attempts to systematically translate SPS and TBT notifications of high priority for its traders and will make these translations available through ePing as a global public good. It is the first time that such a translation not only implies translation from English, French, or Spanish to Vietnamese, but also
translation for the business language, boiling down the content of the notification to the essential pieces of information that an exporter needs, what the change concretely means for the business, and the impact which it is likely to have. It is the first time that a university, both lecturers and students, team up with WTO inquiry points and sector associations to provide such translations. It is the FTU students in Hanoi who are translating the most relevant notifications for Vietnamese exporters, starting with seafood and footwear. And it is them, in close coordination with business associations, who will be explaining the potential impact of those changes to local traders. As such, this effort is not only a service for businesses and inquiry points, it is also an investment in awareness, knowledge, skills, and networks of the students, the future generation of business leaders, policymakers, and trade specialists. The Vietnamese version of EPIM will help bring the information contained in WTO notifications closer to those who most need it, the exporters and importers. It will help businesses react in a timely manner to regulatory changes in partner countries and will enable them to better identify concerns they may have to comply with. These in turn can be reported back through EPIM, thereby facilitating the important work done by Vietnam's WTO inquiry points in the SPS office under the aegis of the Ministry of Agriculture and Rural Development and the TBT office at STAMIC, the Directorate for Standards, Metrology and Quality of Vietnam under the Ministry of Science and Technology. It is all of this combined which makes today's launch so special. And both businesses and governments in many countries are looking to Vietnam as an example to follow. Today's event is a result of a longer-term engagement of ITC, made possible through the financial support from the government of Denmark to support Vietnam in tackling the invisible barriers to trade, as we call the often hidden and unnecessary trade costs that non-tariff measures imply. In 2019, a large-scale survey of nearly 2,000 exporters and importers of both goods and services in Vietnam shed light on these invisible barriers. It provided evidence for the high trade costs, particularly for MSMEs, the backbone of all economies, related to lack of transparency, awareness, and understanding when it comes to, first of all, cost and time to export and import, rules and procedures to follow, and three, changes in regulations, particularly those of export destinations. In response, government agencies, private sector associations, development partners, and other stakeholders developed a number of concrete actions, some of which, and the Vietnamese version of EPING is an example, are already being implemented. In this context, I would like to commend the determination of the government of Vietnam to streamline processes, improve quality management, and work with exporters to provide consistent and transparent information. ITC contributes to these efforts, and I would like to give you just three examples. Firstly, the EU-funded systematic mechanism for safer trade project contributes to improve compliance with SPS requirements for producers of dragon fruits, pomelo, and black pepper. Plant health and pesticide issues are often the cause of border rejections for products exported by Vietnam. The synergies between this initiative and EPING will help prevent trade disruptions. SPS and TBT notifications concerning fruits and vegetables will soon be included in the translation efforts. Secondly, ITC has created and is supporting a network of local certified trainers on market access and non-tariff measures. I'm proud to see that through their efforts and despite the slowdown caused by the pandemic, over the past 12 months, expertise on market access has been made available to almost 1,000 businesses throughout the country. It is also uplifting to note the high turnout of female participants in those workshops. 75% of the certified trainers are women. And we support the design of Vietnam's new national export strategy, which will take up the concerns that MSMEs voiced through the business survey, including but not limited to the documentation and simplification of export procedures. There's a lot at stake. We estimate that Vietnam can potentially increase its exports by up to $220 billion by 2025. Even taking into account disruptions caused by COVID-19. The efforts must be collective to make this potential a reality.
Let me finish by thanking, first of all, Viettrade for your continued support for the inclusion of Vietnamese businesses in international markets. The SPS and TBT inquiry points for your innovative ideas to help domestic traders reach their full potential. The WTO for the long-term collaboration with ITC on EPING. The FTU alumni and staff for your enthusiasm in sharing your knowledge and skills with the local business community. The Government of Denmark for the financial contribution to ITC's NTM program, under which this initiative in Vietnam is carried out. Our other development partners, notably EU and SECO, who support ITC's projects in Vietnam, and all Vietnamese businesses for your trust and dedication in responding to surveys and making your voices heard. Your cooperation is essential to make projects, such as the one we're launching today, come true. We're proud to be among such dedicated partners, and we're proud to contribute our expertise to the greater goal of bringing about the change needed to further strengthen Vietnam's trade competitiveness and help your MSMEs connect to global markets in a lasting and sustainable way. Thank you very much and congratulations. Xin trân trọng cảm ơn bà Pamela Cook Hamilton. Kính thưa quý vị, và tiếp theo thì xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với phần giới thiệu phát biểu chào mừng của ông Ai Húc Lim, Giám đốc Ban Thương mại và Môi trường Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Xin được trân trọng kính mời. Honorable Mr. Do Thang Hai, Deputy Minister of Trade and Industry, Ms. Pamela Cook Hamilton, Executive Director, International Trade Center, Director Generals, Vice Presidents, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. This is a very special week for Vietnam and the WTO. Not only have we come together for the launch of EPING in Vietnamese, but also WTO members are discussing Vietnam's trade policies and practices during meetings of the WTO's Trade Policy Review Body. I understand that there has been a high level of interest and engagement in the first session that has already taken place on Tuesday, and there will also be a concluding session later today. These two activities represent distinct but complementary transparency mechanisms that facilitate information exchange and engagement on international trade matters. It is therefore my pleasure and an honor to contribute to this launch and to congratulate you on the EPING project in Vietnam. 5 years ago, the UN, ITC, and the WTO joined together to address demands for better access to key trade information on product requirements as covered by the SPS and TBT agreements. These SPS and TBT requirements have an enormous impact on international trade. This was one of the key findings of the ITC business survey carried out in Vietnam. Receiving an early alert on future changes in SPS and TBT product requirements is vital for business. It allows them to adjust, to raise potential problems related to their new requirements, and it is also essential for government officials as it allows them to review the new requirements, inform stakeholders in the country, and liaise with the government issuing the measure if required. Transparency provisions in SPS and TBT agreements mandate member governments to notify the WTO when planning or changing their product regulations. In recent years, more than 5,000 such notifications were received by the WTO annually, totaling more than 70,000 since 1995. And this is where EPING plays a vital role. Notifications need to reach all relevant stakeholders, and in particular, the private sector. It was in response to requests from both developed and developing countries to improve dissemination of these notifications that the EPING alert system was developed. The online platform is unique and disseminates notifications amongst its subscribers based on their interests in terms of products and markets.
The SPS and TBT agreements also provide for follow-up actions in response to a notified regulation. For example, it is possible to submit an official comment for the notifying member's consideration or discuss the proposed regulation during SPS or TBT committee meetings. These actions improve regulatory cooperation and can preempt escalation of discussions between members. Here also, ePing can play a key role as it provides an online forum to discuss notifications at the domestic level, often the first necessary step for any follow-up action. ePing thus transforms formal transparency provisions into concrete benefits for stakeholders on the ground. And thanks to the dynamic tripartite partnership, ePing has become an effective tool. It is responsive to needs and requests, and the system is updated and adjusted frequently, adding new features such as a dedicated alert for COVID-19-related notifications. ePing aims to make the lives of small and medium-sized enterprises and other stakeholders a little easier. And today, a new milestone has been reached. The translation of the website interface and key notifications into Vietnamese is of great significance. This will improve access to these key pieces of information for Vietnamese stakeholders, enabling them to better respond to upcoming changes. The WTO is a proud contributor to this project and looks forward to hearing about the results, to learn from you, and to keep working on providing a better service. I would like to thank VietTrade, the Foreign Trade University, the SBS TBT Inquiry Points, and of course our partner ITC, who have worked tirelessly on this collaborative project. And I thank all of you for taking part in this event. I wish you every success in your discussions and launch, and thank you very much. Trân trọng cảm ơn ông Ai Hồ Linh, Giám đốc Thương mại, Môi trường và Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là một giây phút cực kỳ quan trọng khi mà tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý đang có mặt trong khán phòng này. Tất cả chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức cắt băng khánh thành. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các vị đại biểu và các vị khách quý có tên sau đây ạ. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trân trọng kính mời ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương. Trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng. Trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Văn phòng SPAT Việt Nam. Trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại thương. Và trân trọng kính mời năm vị đại biểu có tên sẽ cùng lên sân khấu để cắt băng lễ ra mắt hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu ePing phiên bản tiếng Việt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thưa quý vị, thì chúng ta sẽ có sự chứng kiến lễ cắt băng trực tuyến đến từ bà Pamela Hook-Cammington, Giám đốc Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, và ông Ai Hồ Lim, Giám đốc Ban Thương mại và Môi trường Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Quý vị thân mến, quý vị đại biểu thân mến, ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng cầm trên tay của mình chiếc kéo vàng mà chúng ta sẽ cùng cắt khi mà MC cùng với quý vị ở dưới đến từ 3, 2, 1 được không ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Vâng, và ngay lúc này đây chúng tôi xin mời 3, 2, 1 xin mời ạ! Và như vậy xin được chúc mừng hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu ePing phiên bản tiếng Việt đã được chính thức ra mắt thưa quý vị. Và hy vọng rằng đây sẽ là một công cụ thiết thực và hiện hữu, đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức và doanh nghiệp. Xin được chúc mừng và xin được trân trọng kính mời 50 đại biểu. Chúng ta sẽ cùng nắm lại sân khấu để cùng bắt tay và có một bức hình lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời của buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin được mời các vị đại biểu ạ. Và chúng ta sẽ cùng có một bức hình với sự hiện diện đầy đủ của 50 đại biểu ạ. Và mong muốn rằng một lần nữa quý vị hãy cùng chúc cho buổi hội thảo và đặc biệt là cùng dành những tràng pháo tay cảm ơn tới năm vị đại biểu đã mang tới một nghi thức vô cùng quan trọng trong sự kiện của chúng ta ngày hôm nay.
Xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý đã mang tới nghi thức cắt băng thánh thần của chúng ta thật tuyệt vời. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, tiếp nối kết quả bền vững của hoạt động hợp tác giữa Bộ Công Thương với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC và Cơ quan Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ hoạt động này, thì việc đưa Yiping giới thiệu vào chương trình giảng dạy tại các trường đại học là một trong những hoạt động mang tính chiến lược nhằm mang tới và trang bị những kiến thức chuyên ngành và tạo thói quen tra cứu và phân tích thông tin phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và kinh doanh. Thực tế thì đây sẽ là một chương trình thiết thực đưa vào giảng dạy cho sinh viên các trường đại học để cho sinh viên có thể dần dần làm quen với các kỹ năng thương mại ngay sau khi ra trường. Và trường đại học ngoại thương là một trường đầu tiên đã đưa Yiping vào chương trình đào tạo thí điểm dịch thuật các cảnh báo hệ thống, thưa quý vị. Tiếp sau đây thì xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng tiến tới buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trực tuyến giữa ITC và trường đại học ngoại thương về việc đưa Yiping vào chương trình giảng dạy và thí điểm dịch thuật các cảnh báo hệ thống sẽ được bắt đầu. Quý vị thân mến, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Phó giáo sư tiến sĩ Đào Ngọc Tiến, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương lên sân khấu để chuẩn bị thực hiện lễ ký kết. Trân trọng kính mời. Về phía của ITC thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Pamela Cook Hamilton, Giám đốc Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, sẽ là người cùng ký kết hợp tác thỏa thuận này. Và ngay sau đây chúng tôi xin phép được mời lên sân khấu chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trân trọng kính mời ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Trân trọng kính mời lên sân khấu để chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng. Trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại và là người điều phối. Trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại thương. Trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Hiền, Trường Đại học Ngoại thương. Trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thu Hà, Trường Đại học Ngoại thương. Vâng, và một lần nữa xin được trân trọng kính mời chín vị đại biểu và quý vị khách quý vừa rồi chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây lễ ký kết xin phép được bắt đầu. Đầu tiên thì xin được trân trọng kính mời ông Đào Ngọc Tiến và xin được trân trọng kính mời bà Pamela Cook Hamilton ạ. Trân trọng kính mời. Vâng, và ngay lúc này đây thì ở là cuộc trực tuyến của chúng ta thì bà Pamela Cook Hamilton đang tiến hành những công đoạn ký kết hợp tác, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC và Trường Đại học Ngoại thương đã chính thức được ký kết. Và xin mời đại diện của hai tổ chức chúng ta sẽ cùng đứng lên và cùng quay biên bản ghi nhớ về phía khán phòng để tất cả quý vị khán giả được nhìn rõ. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin chúc mừng sự hợp tác giữa Trung tâm ITC và Trường Đại học Ngoại thương. Chúc cho hoạt động hợp tác sẽ bền chặt và luôn đạt được những thành công theo cam kết. Một lần nữa xin được chúc mừng. Xin được cảm ơn Đào Ngọc Tiến và xin được trân trọng cảm ơn bà Pamela Cook Hamilton. Và ngay sau đây thì sẽ là những cái bắt tay đến từ những vị đại biểu, những vị khách quý đã cùng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận, thưa quý vị. Và xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu vừa tham gia chứng kiến, chúng ta sẽ cùng đứng lên phía trước một chút để có được một bức hình để lưu lại khoảnh khắc lễ ký kết của chúng ta đã được hoàn thành. Trân trọng kính mời.
Vâng thưa quý vị, và chắc chắn rằng với cái ký kết như vậy thì sẽ mang lại rất nhiều những giá trị thiết thực, đặc biệt hơn là các bạn sinh viên không chỉ ở trường ngoại thương mà sau đó sẽ còn rất rất nhiều những trường khác có thể làm quen được với những công việc ở bên ngoài sau khi mà các bạn ra trường. Và một lần nữa thì quý vị hãy cùng dành cho các vị đại biểu có trên sân khấu một tràng pháo tay nồng nhiệt và chúc mừng được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn ông Đào Ngọc Tiến, xin được trân trọng cảm ơn bà Pamela Cook Hamilton, trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã cùng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, tiếp sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình và cùng tiến tới nghe phần giới thiệu về hệ thống e-ping từ phía WTO. Và xin được trân trọng kính mời bà Lotte Wickley, cán bộ từ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sẽ cùng mang tới phần trình bày. Trân trọng kính mời quý vị và trân trọng kính mời bà. Dear ladies and gentlemen, also welcome from my side. I am Lotte Drieger. I'm a project officer at WTO, and I have been with e-ping from its very beginning, first at United Nations and now at WTO. In the next 10 minutes, I will introduce e-ping to you. Let me first share my screen. So I hope now the presentation is visible for you. So what is e-ping about? E-ping is about product requirements. For example, if you're selling rice on the EU market, that rice cannot exceed certain maximum levels of cadmium. Or if you're selling textiles on the US market, you must comply with the rules on care labeling. It is very important for exporters to stay informed on these product requirements and especially changes in these product requirements. Of course, you need to adjust to the, you might have to adjust your production process or your certification process to comply with these new requirements and to be able to keep exporting. It is also possible that you encounter certain problems with a new requirement, or something is not clear, you're not sure your product is covered by the new requirement, and then you need to follow up to make sure that you are aware of what you need to change and you can keep exporting to your destination countries. So you need to either adjust or you need to address potential trade issues to avoid trade disruption, and this to make sure that you can keep exporting to all your export markets. The WTO and e-ping can help you to stay informed and adjust to the new requirements. Let's look at an example. Let's say that the US is planning on changing its product requirements concerning footwear. Then the question is, of course, how you and Vietnam will know about these changed product requirements. And if there is something not clear about this new product requirement or you have issues with this new product requirement, the question is, how can you then take follow-up actions to make sure that you can comply with the new regulation timely and you can keep exporting? Well, whenever the US plans on changing its product requirements before it issues the new requirement, it has to let the WTO know that they are changing their product requirements. And they do this by sending a two-page summary of the planned requirement to the WTO. And this is called an SPS or a TBT notification. So if the US plans on changing its product regulations concerning footwear, it has to send a notification to the WTO. What e-ping does is taking that information from the WTO and bringing it to whoever is interested in Vietnam in this type of information. And this happens through an email alert. Once that information arrives in your inbox, there are several follow-up actions you can take. You might want to inform other stakeholders in the country about this upcoming regulation change in the US. Or maybe you want to start preparing your production process to make sure that you can comply with the new regulation. For example, it's possible that the US says that a certain material can no longer be used in sport shoes, that you need to start searching for a replacement for that product. It can also serve as an inspiration for regulation in the country. Let's say that you can no longer use a certain material because it turns out to be bad for your health in the US. Well, I'm pretty sure it will also be bad for your health in Vietnam. So maybe also in Vietnam, you want to change your regulation and prohibit the use of that certain material.
You can also request information. You can ask the inquiry point in the US to give more information about the upcoming regulatory change. You're also allowed to submit comments on the notification. And if you do that within a certain period of time, the US needs to take these suggestions into account when drafting the final text of the proposed measure. Finally, you can also raise an STC or a specific trade concern in the TBT or SPS committees. This is actually to discuss this new regulation at the international level at the WTO. And here also EPIN can help because EPIN provides several communication platforms. So you can discuss the new regulation at the national level and see if there are any follow-up actions necessary to make sure that you can keep exporting your footwear to the US. This is an example of a notification. This is one that was circulated by the European Union on 15th of March, and it concerns fruits, vegetables, rice, all kinds of products. And what is the new regulation? Well, the draft regulation lowers existing maximum levels for cadmium or establishes new maximum levels of cadmium in fruits and all the products that have been mentioned under this box 3. So this is really useful information. You get a two-page summary of the proposed regulation and you can quickly scan the regulation and see whether or not it is necessary for you to take any follow-up actions. And there is also some information on the date of entry into force, which is really important. So you know from when on you need to comply with this new regulation. There are, however, as already been mentioned in the speeches this afternoon, a lot of notifications arriving at the WTO. In recent years, there are more than 5,000 each year, and they can come from all over the world, as there are 164 members in the WTO, and all of those can submit a notification. You can imagine there are lots of notifications arriving, and they cover all kinds of products. It can be on textiles, processed foods, broadcast equipments or telephones, cars, chemicals, IP, internet protocols, fruits and vegetables, toys, cows, any product, you name it, there is most likely a notification about. I can imagine, however, especially if you are working in the private sector, that you are, for example, only interested in fruits and vegetables and processed foods, and you're only exporting to the US, to the EU. Of course, you don't want to receive 5,000 notifications a year on all kinds of products from all over the world. But there, EPIN also helps. Because what does EPIN do, or what is EPIN? Well, EPIN is on the one hand an alert system that sends email alerts to its users, but it only includes those notifications that match your interest in terms of products and markets. So if you are only interested in notifications from the European Union on fruits, well, you can tell the system that you only want to receive those notifications, and then you will not receive any other notification, for example, notifications from China on food or notifications from India on telephones or broadcasting equipment. No, you only receive what you see as interested for your business. Besides this alert, EPIN also includes several communication platforms. And these support communication between the public and private sector. They allow for a dialogue among the stakeholders at the national level. And these dialogues are facilitated by the inquiry points. These inquiry points are really key in these mechanisms as they monitor the fora and actually manage EPIN at the national level. So EPIN helps you on the one hand to stay informed about those product requirements that you need to be aware of, and on the other hand, it helps you to follow up if you think you need to discuss a certain notification to take further follow-up actions. EPIN has been a tripartite collaboration. So EPIN is a collaboration between the ITC, UN, the United Nations Department for Economic and Social Affairs, or UNDESA, and the WTO. And it's each of these organizations bringing their strengths to the table that have turned EPIN into a success. ITC, of course, for their huge expertise in developing online tools, but also in identifying and addressing the needs in term for better trade for SMEs and businesses in general.
UNDESA, because they work together a lot with these developed countries and set up capacity building programs on trade in these countries, and the WTO, because of course they are the managers of the notifications, and they are also working together often with the inquiry points, SPS and TBTI inquiry points in the members. So it's thanks to the successful collaboration between these three organizations that we have been able to make EPING such to let EPING being such an effective tool. Before we go and take a look at the Vietnamese version of EPING, I will just give some information on who is using EPING. Well, we have as of today more than 13,000 users, and 350 of them are from Vietnam. If we look at who is using EPING, we see that about half of the users is from the public sector, and a little bit less than half are from the private sector. If we look at the users from Vietnam, we see it's quite similar. There is 50% public sector users, and there is one third coming from the private sector. And I'm sure after this event and the many trainings and activities that we've carried out and will carry out in future, that this number will rise substantially. So I would like to thank you all very much for being here with us today. And if you have any questions or comments you would like to raise, you can always contact us at the email address that is mentioned there, which is eping@wto.org. Thank you very much. Xin được trân trọng cảm ơn bà Lotte Wicke. Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình sau phần của tổ chức WTO thì xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng nghe thêm thông tin về hệ thống eping đến từ phần trình bày của hai văn phòng TBT và SPS Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc văn phòng SPS Việt Nam. Trân trọng kính mời ông. Tiếng Việt à? Thưa, trước hết thì thay mặt cho văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng rất là cảm ơn sự hỗ trợ của WTO cũng như là Trung tâm Thương mại Quốc tế của UNTAS đã phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương triển khai cái hệ thống thông tin cảnh báo liên quan đến thương mại quốc tế. Thì chúng tôi biết rằng những cái nội dung liên quan đến lĩnh vực TBT cũng như là SPS thì ngày càng trở nên rất là quan trọng trong thương mại quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực SPS, một cái lĩnh vực nhạy cảm khi mà Việt Nam đã tham gia 16 các cái hiệp định thương mại tự do khác nhau, và trong đó thì cũng có tham gia là thành viên của WTO. Thì chúng tôi cũng đáp ứng đầy đủ tất cả những cái nghĩa vụ liên quan đến việc thông báo các cái quy định, luật, nghị định, thông tư, các cái quy định, chỉ thị, hướng dẫn liên quan đến cái lĩnh vực kiểm soát an toàn thực phẩm cũng như là an toàn thực phẩm hay là kiểm dịch động thực vật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam với các đối tác thương mại quốc tế. Và trên thực tế trong 14 năm vừa qua thì Việt Nam với vai trò là thành viên của WTO thì chúng tôi cũng đã hoàn thành tất cả những cái nghĩa vụ đó. Và thực tế thì hôm nay trong 2 ngày vừa qua thì chúng tôi đã đang chuẩn bị và cũng đang tiến hành rà soát lại những cái chính sách thương mại của Việt Nam trong suốt 14 năm vừa qua. Vì lần đầu tiên là sau 5 năm và lần thứ hai là sau 7 năm. Nhưng mà thực tế thì do vấn đề Covid thì cái phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ hai diễn ra chậm hơn so với dự kiến, và chúng ta phải thực hiện nó thông qua online chứ không trực tiếp diễn ra tại WTO được.
Do vậy với cái sự hỗ trợ của IPING, tôi nghĩ là trong thời gian tới thì bản thân các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam cũng sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với các cái quy định này. Chúng tôi nhìn thấy một cái bức tranh rất là rõ ràng, những cái doanh nghiệp FDI, những cái doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trong những năm vừa rồi thì đáp ứng rất tốt các cái quy định về SPF cũng như là TBT khi mà chúng ta xuất khẩu các cái sản phẩm nông sản thực phẩm hay là các cái sản phẩm mang tính chất kỹ thuật ra nước ngoài. Tuy nhiên những doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì ở đây cái bộ phận pháp chế của họ là hoạt động nó chưa có mạnh, thế là họ có nhiều cái hạn chế về mặt năng lực, về nghiên cứu tính pháp lý quốc tế cũng như là cái hạn chế về ngoại ngữ. Do vậy mà mới cái chỗ hỗ trợ của IPING thì tôi nghĩ trong thời gian tới thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, và đặc biệt là với cái sự hỗ trợ của ITC cho cái trường đại học thương mại thì tôi nghĩ là những cái nội dung này sẽ đưa vào giảng dạy. Trên thực tế thì cái nội dung mà giảng dạy về SPS trong các trường đại học thì chính bản thân tôi là người làm việc cũng như là đàm phán các cái nội dung về SPS trong khuôn khổ của các hiệp định FTA thì tôi cũng hiểu rất rõ cái vấn đề này và cũng đề xuất rất nhiều lần. Nhưng mà trên thực tế một cái giáo trình giảng dạy về SPS cũng như là TBT trong thương mại quốc tế thì chúng ta vẫn chưa làm tốt được cái việc này. Và tôi cũng đề xuất rất nhiều thông qua các cái giai đoạn của cái dự án Mootrap, từ Mootrap 1 đến Mootrap 4. Và sắp tới thì chúng ta thì có một cái dự án nữa hỗ trợ của EU cho Việt Nam, đó gọi là cái dự ASEAN RI Plus, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề xuất cái này để có thể chúng ta sẽ phối hợp với nhau xây dựng một cái giáo trình dạy về SPS cũng như là TPT trong cái vấn đề thương mại quốc tế, bởi vì là những cái vấn đề này nó sẽ trở thành những vấn đề cốt yếu trong tương lai khi mà hầu như các cái FTA chúng ta sẽ tiến hành cắt giảm thuế không lâu thì muộn, thì tất cả các dòng thuế của chúng ta sẽ trở về không, thậm chí có một vài dòng thuế chúng ta giữ được, nhưng mà về cơ bản tất cả các dòng thuế liên quan đến nông sản rồi các dòng thuế liên quan đến một số các cái sản phẩm công nghiệp nó cũng sẽ trở về 0%. Do vậy mà hơn bao giờ hết chúng ta phải ý thức được cái giải thoại kỹ thuật TBT và đặc biệt là SPS trong cái thời gian sắp tới. Và như vậy thì một lần nữa thì tôi cũng cảm ơn ITC cũng như là Cục Xúc Tiến Thương Mại rồi sự hỗ trợ của WTO trong cái vấn đề mà thông tin các cái nội dung liên quan đến SPS như TPT để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vừa của Việt Nam trong cái vấn đề tham gia vào cái thị trường thương mại quốc tế trong cái thời gian sắp tới. Thì một lần nữa xin thay mặt cho văn phòng SPS Bộ Nghiệp Phát Triển luôn xin gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông. Tiếp theo thưa quý vị, và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Tôn Nữ Thục Uyên, Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam. Trân trọng kính mời bà. Được kính chào các anh các chị đã tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin cho phép tôi là được nhân cái cơ hội này để cảm ơn WTO cũng như ITC cũng như bên Vietrade đã tạo điều kiện và tạo cơ hội cho chúng tôi đã có cái buổi bài trình bày ngày hôm nay, và cũng như chia sẻ những cái mà chúng tôi những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã, những cái kinh nghiệm cũng như thông tin mà chúng tôi trong cái quá trình làm việc với cả doanh nghiệp, cũng như là những cái chia sẻ của doanh nghiệp mà chúng tôi biết được đối với cả cái hệ thống IPING này. Thì hôm nay theo yêu cầu của ban tổ chức ạ, thì tôi cũng đã chuẩn bị một cái bài trình bày ngắn khoảng 7 phút gì đó theo yêu cầu của ban tổ chức để giới thiệu về văn phòng TBT Việt Nam, cũng như chia sẻ những cái hoạt động mà văn phòng đã hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc triển khai phổ biến cái IPING này trong cái thời gian vừa qua. Vâng, xin phép cái bài trình bày của tôi thì sẽ giới thiệu làm hai phần. Thứ nhất là giới thiệu về văn phòng TBT Việt Nam, và thứ hai là sẽ giới thiệu về những hoạt động triển khai phổ biến của hệ thống cảnh báo IPING tại Việt Nam.
mà trong đó thì có một cái phần liên quan đến hàng rào kỹ thuật chung thương mại và một cái phần về SPS. Thì lúc nãy anh Hòa, giám đốc văn phòng SPS Việt Nam, thì cũng đã trình bày qua với cả các anh các chị về cái nội dung liên quan đến SPS. Vì thật ra cái hệ thống e-ping này bao gồm là một cái hệ thống cảnh báo đối với cả hai lĩnh vực là về hàng rào kỹ thuật chung thương mại và các biện pháp kiểm dịch động thực vật SPS. Về văn phòng TPT Việt Nam ạ, thì xin phép được giới thiệu rất hết sức ngắn gọn được ạ. Là như các anh chị đã biết là năm 2007 thì chúng ta đã có đánh dấu một cái bước gọi là hội nhập kinh tế quốc tế rất là quan trọng, có một cái sự kiện đánh dấu việc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam rất là quan trọng, đó là Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày 11 tháng 1 năm 2007, đúng không ạ? Tuy nhiên là để có được cái sự kiện năm 2007 này thì trước đó chúng ta đã phải tiến hành rất là nhiều những cái hoạt động về đàm phán và chuẩn bị cái cơ sở trong nước, cơ sở hạ tầng về thể chế, về pháp luật trong nước để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu, các cam kết của hiệp định của WTO. Và một trong những cái cam kết của WTO đó chính là những cam kết về hàng rào kỹ thuật chung thương mại, hay gọi tắt là hiệp định về TPT ạ. Và thứ hai nữa là hiệp định về kiểm dịch động thực vật, là hiệp định SPS ở phía bên chỗ anh Hòa. Thì hiệp định về hàng rào kỹ thuật chung thương mại, tại trong cái hiệp định này thì yêu cầu là các nước thành viên phải thành lập một cái cơ quan thông báo và hỏi đáp quốc gia về hàng rào kỹ thuật chung thương mại, tức là về TPT. Chính vì vậy mà năm 2003 được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 356 để thành lập nên cái văn phòng thông báo và hỏi đáp quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, và gọi tắt là văn phòng TPT Việt Nam. Bác sĩ, cái này không dùng nữa. Và đến năm 2005 thì nhận thấy cái tầm quan trọng của cái hoạt động này, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một cái quyết định là quyết định số 114, thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về hàng rào kỹ thuật chung thương mại. Tức là năm 2003 thì chỉ có thành lập một cái văn phòng thông báo và hỏi đáp quốc gia thôi ạ, đặt tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thì đến 2005 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một quyết định và thành lập nên cả một cái mạng lưới. Và cái mạng lưới này thì bao gồm những cái cơ quan nào? Cái mạng lưới này thì bao gồm các cái điểm TBT đặt tại các địa phương, đặt tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các địa phương, và các điểm TBT đặt tại 10 bộ ngành ở cơ quan trung ương, và kết nối thông qua cái logo ở giữa kia là văn phòng TPT Việt Nam để triển khai thực hiện các cam kết về hàng rào kỹ thuật chung thương mại, về TPT của WTO và sau này là các FTA. Và đến năm 2017, tức là mới đây nhất, ngày 24 tháng 11 năm 2017, thì để đáp ứng các yêu cầu của cam kết TPT trong cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà gần đây chúng ta biết như CPTPP và EVFTA ạ, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một quyết định mới là quyết định số 46 năm 2017 để quy định về cái quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp quốc gia và ban liên ngành hàng rào kỹ thuật trong thương mại, và thay thế cho cái quyết định 114 mà tôi đã trình bày ở trên. Thì toàn bộ những cái mạng lưới, cơ quan ở trong cái mạng lưới này thì anh chị hoàn toàn có thể lên một cái trang web của văn phòng TPT Việt Nam biết được là hiện nay đang gồm những cái bộ ngành nào ở trong cái mạng lưới này. Trong cái quyết định 46 thì giao rất là nhiều những cái chức năng nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên thì Thủ tướng giao cho hai cái nhiệm vụ chính. Thứ nhất là thực hiện các nghĩa vụ thành viên liên quan đến TPT ở trong WTO và trong cái hiệp định thương mại tự do. Và thứ hai nữa là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để có những cái thông tin sớm và kịp thời về TPT, về hàng rào kỹ thuật chung thương mại, để phục vụ cho cái hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, cho trong cái hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Đây là một số những cái số liệu mà chúng tôi thống kê. Nhưng lúc nãy các anh chị đã nghe chuyên gia của ITC đúng không ạ, trình bày về cái việc là các cái thông báo về TPT và SPS, đó chính là những cái biện pháp, những cái thông báo này chính là những cái
mà các nước thành viên WTO họ dự kiến, những biện pháp TPT và SPS mà các nước thành viên WTO họ dự kiến ban hành, thì họ sẽ phải đưa vào những cái thông báo dưới dạng form mẫu của WTO và gửi cho các nước thành viên WTO khác để đóng góp ý kiến trong vòng 60 ngày theo cái quy định. Và theo cái số liệu thống kê của chúng tôi thì các anh chị có thể nhìn thấy đây ạ, cái biểu đồ, cái số liệu này, lượng thông báo về TPT đấy ạ, ngày càng tăng. Và năm 2020 thì năm 2019 và 2020 thì cái số lượng này là khoảng hơn 3.300 cái thông báo một năm, và năm 2020 thì nhỉnh hơn năm 2019 một chút. Tức là cái số lượng mà các nước thành viên WTO họ xây dựng mới hoặc ban hành hoặc sửa đổi bổ sung các cái biện pháp liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp là rất nhiều hàng năm, đúng không ạ? Đây là một số những cái quy định mà anh chị có thể thấy được. Tức là họ sẽ thông báo cái gì? Ví dụ như ở đây các anh chị nhìn thấy này, Nghị viện và Hội đồng châu Âu này, châu Âu họ sẽ thông báo về cái việc họ dự định sửa đổi cái phụ lục 2 của quy định 2018/848 liên quan đến yêu cầu lưu trữ hồ sơ trong việc sản xuất sản phẩm hữu cơ. Đây là những cái dự thảo mà họ đưa ra và gửi cho các nước thành viên WTO để đóng góp ý kiến. Như vậy là với doanh nghiệp của mình mà nếu có sản xuất các sản phẩm hữu cơ, đúng không, mà dự kiến xuất khẩu sang thị trường châu Âu, thì có thể là thông qua những cái thông tin này để nắm bắt được trước những cái biện pháp TPT mà các nước thành viên ở đây, ví dụ như EU chuẩn bị ban hành. Vậy thì việc không nắm bắt được những cái thông tin đó thì nó có thể dẫn đến những cái hậu quả gì ạ? Và hiện nay thì cũng đang có rồi, các anh chị có thể xem những cái thông tin này trên cái trang Export Alert. Đây là một cái ví dụ thôi ạ. Trên trang Export Alert của châu Âu chẳng hạn, thì ví dụ như là cái dép xăng đan Biotreat của Việt Nam, đúng không ạ, xuất sang Đức, thì hiện nay đang bị thu hồi trên thị trường từ ngày 16 tháng 2 năm 2021 vì lý do là cái dép này thì nó có cái chứa cái hàm lượng chrome 6 vượt quá cái mức cho phép của cái chrome 6 này theo cái quy định REACH của châu Âu. REACH là một quy định liên quan đến hóa chất rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Và ở đây nhiều anh chị doanh nghiệp chắc là cũng sẽ đã nắm được cái thông tin liên quan đến cái REACH này rồi. Vậy thì với cái số lượng thông báo thì ngày càng tăng như vậy, đúng không ạ? Và việc nắm bắt thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại TPT cũng như SPS rất là quan trọng với doanh nghiệp. Vậy thì cái việc phổ biến cái trang e-ting này hiệu quả như nào, thì mang lại cái hiệu quả như nào với doanh nghiệp, thì các anh chị cũng đã nghe chuyên gia của ITC đã trình bày trước đấy rồi. Và tôi xin phép là không nhắc lại cái phần này nữa. Tuy nhiên là xin điểm lại qua một chút một số những cái thông tin như này trong cái việc triển khai phổ biến cái e-ting tại Việt Nam. Thì ngày 8 tháng 11 năm 2016 thì e-ting được chính thức đã được WTO và ITC giới thiệu và đưa vào sử dụng và phổ biến cho các nước thành viên của WTO. Thì trong những cái phiên họp của ban TPT tại Geneva, Thụy Sĩ, thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được cái thông tin là sẽ có một cái những cái sự phản hồi rất là tích cực từ phía doanh nghiệp, và họ cũng đã đăng ký vào trong cái hệ thống e-ping để nhận được những thông tin về TPT và SPS từ cái hệ thống này. Và đến tháng 3 năm 2019 thì tại một cái hội thảo chủ đề trong khuôn khổ cái phiên họp của ban TPT tháng 3 năm 2019 tại Geneva, Thụy Sĩ, thì đại diện của văn phòng TPT Việt Nam cũng đã được mời giới thiệu về những cái triển khai, về việc triển khai sử dụng cái hệ thống e-ping này và cũng như là cái tầm quan trọng của e-ping đối với cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Chính vì là cái việc triển khai hết sức là tích cực trong từ năm 2017 đến nay, thì như ở đây các anh chị thấy đây là cái số liệu, đây là một cái báo cáo mới nhất, là báo cáo rà soát hàng năm lần thứ 26 của Ban Thư ký WTO ngày 18/2/2021. Thì trong này liệt kê 20 quốc gia mà có số lượng người sử dụng nhiều nhất cái hệ thống e-ping này, thì Việt Nam của chúng ta là đứng thứ 12. Với số liệu là 291 tài khoản đăng ký. Tuy nhiên là cái số liệu này hiện nay thì cũng đã tăng hơn rất là nhiều rồi. Nhưng so với cái số lượng doanh nghiệp của chúng ta hơn 700.000 doanh nghiệp đúng không ạ? Hiện nay thì con số này vẫn còn đang quá là nhỏ bé. Và tôi hy vọng rằng là sau cái buổi phổ biến cái hệ thống e-ping bằng tiếng Việt này thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ biết đến cái hệ thống này nhiều hơn và sẽ đăng ký nhiều hơn vào cái hệ thống này để có thể kịp thời nhận được cái thông tin liên quan đến TPT và SPF. Hệ thống cảnh báo về e-ping của SPF thì ở đây là những cái mà tính năng mà hệ thống này mang lại, thì xin phép là chắc là cũng sẽ không đề cập lại đến cái vấn đề này nữa, bởi vì chuyên gia ITC lúc nãy thì cũng đã đề cập đến cái nội dung này rồi. Và cái hệ thống này chủ yếu, xin nhấn mạnh cái phần cuối cùng, thì sẽ hỗ trợ cho ai? Hỗ trợ chính là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt là những doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Khi đã có cái trang bằng tiếng Việt mà ITC đã hỗ trợ chúng ta xây dựng, thì doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta rõ ràng là sẽ có một cái cơ hội rất là lớn để có thể tiếp cận được cái lượng thông tin, nguồn thông tin về TPT và SPS một cách hiệu quả hơn. Và cái trang cơ sở dữ liệu này, đây là cái trang cơ sở dữ liệu về e-ping mà các anh chị nhìn thấy, thì có thể các anh chị truy cập ngay ở trên cái đường link mà trên cái banner này ạ. Các anh chị vào. Và cái việc đăng nhập vào cái hệ thống này, đăng ký account trong hệ thống này thì hoàn toàn rất dễ dàng và cực kỳ tiện dụng, và cũng như là rất thân thiện để mà có thể kết nối, tiếp cận được với cả cái nguồn thông tin rất lớn liên quan đến TPT và SPS. Đây là một cái trang mà ở đây các anh chị giới thiệu, đây là cái trang cá nhân của tôi, và tôi đã đăng ký và hàng ngày tôi đã nhận được những cái thông tin liên quan đến TPT và SPS như thế này. Ví dụ như là mới đây nhất là ngày 27 tháng 4 thì tôi nhận được cái email và có gửi cho tôi những cái thông tin liên quan đến những cái biện pháp mà Hoa Kỳ, Brazil và rất nhiều nước khác họ đang dự định mà ban hành đúng không ạ? Và đã gửi cho cho WTO để thực hiện cái nghĩa vụ thông báo. Về cái e-ping phiên bản tiếng Việt thì như là lúc nãy các anh chị cũng đã nghe rất là nhiều rồi, và cũng xin phép và không nhắc lại một lần nữa, nhưng chỉ xin nhấn mạnh một cái điểm thứ hai ở trong slide này. Đấy là trước đây thì WTO và ITC ở trên trang e-ping chỉ có 3 cái ngôn ngữ chính thống thôi đúng không ạ? Là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên là hiện nay thì các anh chị thấy rằng là chúng ta có thêm tiếng Việt nữa. Với cái sự hỗ trợ của ITC, chúng ta có thêm một cái giao diện e-ping bằng tiếng Việt. Điều này rất là tự hào đúng không ạ? Và rõ ràng là với cái sự quan tâm của ITC và của WTO thì doanh nghiệp SME của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận với cả thông tin về TPT hơn. Đấy, các anh chị nhìn thấy cái khoanh nhỏ nhỏ đỏ đỏ bên cạnh nhá. Hiện nay thì đã đang hiển thị ở trên trang rồi. Có chữ VE đấy chính là tiếng Việt của chúng ta. Và cái trang này khi mà ấn vào tiếng Việt thì sẽ hiển thị trên trang là toàn bộ là những cái thông tin liên quan đến tiếng Việt. Và ở đây thì ngoài cái việc là sử dụng cái đường link mà trên banner này ạ, mà ban tổ chức họ đã đưa lên, thì các anh chị cũng có thể vào cái cổng thông tin của văn phòng TPT Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã để một cái logo, lại bị cái đường ở dưới nó che mất, chúng tôi cũng đã để cái logo của e-ping ở đây, thì các anh chị cũng có thể thông qua cái trang này để các anh chị tiếp cận với cả trang e-ping của bằng tiếng Việt mà ITC và WTO hỗ trợ cho chúng ta ở trên trang này. Và để mà ra vào được cái trang của cổng thông tin TPT thì các anh chị có thể thông qua cái đường link này ạ. Và thứ hai nữa, hoặc là các anh chị có thể quét cái mã QR này để các anh chị có thể vào được cái trang của cổng thông tin của văn phòng TPT Việt Nam để lấy được những cái thông tin về cảnh báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, cũng như tiếp cận với cả cái trang e-ping bằng tiếng Việt của ITC và WTO. Và đây là toàn bộ cái phần trình bày của tôi. Trân trọng cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn bà Tôn Nữ Thục Nguyên, Phó Giám đốc Văn phòng TPT Việt Nam.
Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta đã nghe khá là nhiều những thông tin về phía của WTO, văn phòng TDD và STS, thì ngay sau đây chúng tôi đã chuẩn bị một video để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về lợi ích của hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu e-ping dành cho doanh nghiệp, cũng như là những góc nhìn về hệ thống từ các đơn vị liên quan. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Online service that provides timely and tailored information on these product requirements to its subscribers. It is the result of a fruitful collaboration between the ITC, the UN, and the WTO. The translation of the e-ping portal into Vietnamese marks a new milestone in this collaboration. Đây thì Việt Nam là đơn vị sản xuất chế biến kinh doanh các sản phẩm thủy sản để thực hiện mục tiêu của tỉnh xuất khẩu cho các xuất khẩu của các thị trường Trung Đông, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và một số quốc gia thuộc khối EU. Công ty của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoa quả. Các thị trường mà chúng tôi đang hoạt động đó chính là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Úc, Canada và New Zealand. Vấn đề là phải trong xuất khẩu đó là dư lượng xuất khẩu thực phẩm và các thứ chất gây hại trong sản phẩm. Và chúng tôi cũng được cung cấp những thông tin chính xác về sản phẩm. Khi xuất nhập khẩu hàng hóa thì chúng tôi phải hiểu được những yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ ở thị trường đích. Ngoài ra thì những cái khó khăn mà chúng tôi phải gặp phải đó chính là phải hiểu được những cái hàng rào kỹ thuật, những cái định định chính sách mà Việt Nam đã ký với các nước. Trong quá trình thực tế làm việc với dự án doanh nghiệp thì chúng tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp của mình nhỏ thì gặp những khó khăn nhất định trong việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên trước khi vượt qua những rào cản kỹ thuật thì doanh nghiệp sẽ phải vượt qua những rào cản vô hình khác, có thể là ngôn ngữ của các biện pháp TPE. Chính vì vậy mà việc của ITC xây dựng hệ thống e-ping bằng tiếng Việt giúp cho doanh nghiệp rất nhiều trong việc đáp ứng tận dụng quyền lợi của doanh nghiệp đối với nghĩa vụ liên hệ hóa và đồng thời giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với các quy định kỹ thuật của thị trường xuất khẩu một cách nhanh hơn. Đúng về cái cạnh xúc tiến thương mại thì chúng tôi đánh giá cao hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu hai khía cạnh. Thứ nhất là giúp cho doanh nghiệp chúng ta nâng cao cái năng lực về tìm kiếm thông tin cũng như là phân tích thông tin để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh xuất khẩu. Thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp của chúng ta tiết kiệm được chi phí. Khi mà chúng ta nắm được các thông tin thì chúng ta sẽ có được giải pháp chi phí một cách thực sự và hiệu quả. Những cảnh báo từ e-ping giúp tôi ở phần nghiên cứu thị trường làm thế nào để xuất khẩu được loại hoa quả đúng với nhu cầu của thị trường bên đó. Trường đại học cơ là chúng ta chuyên môn của dự án nhằm kết hợp những vấn đề lý thuyết ở trong trường đại học với lại thực tiễn cho hoạt động của doanh nghiệp. Thứ nhất là chúng tôi sẽ đưa những nội dung này vào trong chương trình đào tạo để cung cấp cho sinh viên những cách tiếp cận những phương pháp hiện đại. Thứ hai là chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những bản dịch, những phân tích, những bình luận về những cảnh báo, về những khó khăn của doanh nghiệp gặp phải trong thực tiễn. Vâng, thưa quý vị, và chắc chắn rằng qua video vừa rồi thì chúng ta đã phần nào hiểu hơn về e-ping, và vì là một hệ thống cảnh báo nên thông tin sẽ được cập nhật liên tục nhằm giúp các đơn vị là doanh nghiệp có thể cập nhật được thông tin mới nhất, ứng dụng vào công việc và đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên thì để thực hiện được công việc này, tổ chức cần nguồn nhân lực và nhân sự thật sự chất lượng. Và hiện nay thì Trường Đại học Ngoại thương đó là đối tác của chương trình. Và thời gian vừa rồi thì ITC cùng với Đại học Ngoại thương cũng đã tiến hành dự án dịch thuật các cảnh báo từ e-ping cho Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi nét về chương trình này. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Tiến sĩ Nguyễn Thu Hằng, giảng viên Đại học Ngoại thương. Trân trọng kính mời bà.
À, xin alo. À, xin kính chào tất cả các quý vị. À, sau đây thì tôi xin thay mặt cho ban dự án thí điểm trong cái hoạt động hợp tác giữa trường đại học ngoại thương và tổ chức thương mại quốc tế ITC sẽ trình bày đôi nét về cái dự án thí điểm mà giữa trường đại học ngoại thương và ITC đã thực hiện trong tháng 4 vừa qua. À, trong thời lượng chỉ có 10 phút nên tôi sẽ tập trung vào 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất sẽ tổng quan về dự án. Nội dung thứ hai sẽ là một số hoạt động chính trong cái dự án này. Và nội dung thứ ba sẽ là một số các cái kết quả khảo sát về ý kiến của doanh nghiệp, đánh giá cái mức độ cần thiết của cái dự án này trong tương lai. Và thứ tư sẽ là một số đề xuất của trường Đại học Ngoại thương. À, kính thưa quý vị, khi mà trường Đại học Ngoại thương cùng với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC thực hiện cái dự án hợp tác thì chúng tôi cũng hướng vào hai cái mục đích chính. Mục đích thứ nhất đó là chúng tôi mong muốn rằng sẽ cùng nâng cao cái khả năng tiếp cận cũng như là khai thác thông tin của doanh nghiệp Việt Nam khi mà chúng ta xuất khẩu và đưa hàng hóa của mình sang thị trường quốc tế. Và cái nội dung thứ hai đó là chúng tôi mong muốn rằng sẽ tăng cường được các cái kiến thức và kỹ năng cũng như là các cái công cụ hiện đại của ITC vào chương trình giảng dạy của trường Đại học Ngoại thương. Và với cái mục tiêu này và với những hoạt động như vậy thì chúng tôi sẽ đào tạo cho sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn đã có những cái cách tiếp cận nội dung mới cũng như là học được các cái bộ công cụ mới của ITC để các bạn có được những cái thực tiễn gần hơn trong cái hoạt động nghiên cứu cũng như là công việc của các bạn sau này. Thứ nhất là về tổng quan cái dự án. Thì quý vị cũng đã biết rằng là chúng ta đã có rất là nhiều sự hỗ trợ của ITC, WTO hay là bên phía Vietrade cũng như là văn phòng TPT và SVS trong việc là có các cái cảnh báo thương mại quốc tế đối với các doanh nghiệp. Đồng thời chúng ta cũng đã có một cái giao diện website của ePIN bằng tiếng Việt thì doanh nghiệp cũng sẽ rất là dễ dàng để tiếp cận những cái thông tin đó. Tuy nhiên là cái cốt lõi bên trong đó là các cái quy định từ thị trường quốc tế vẫn là tiếng Anh và các cái ngôn ngữ khác. Do đó doanh nghiệp vẫn gặp phải những cái khó khăn trong cái việc nắm bắt cũng như là áp dụng các cái quy định này. Thì đấy là lý do mà tại sao trường Đại học Ngoại thương cùng với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC đã có một ý tưởng là sẽ dịch các cái cảnh báo và quy định này sang tiếng Việt. Và trước khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai cái dự án này trên quy mô lớn và lâu dài thì chúng tôi cũng tiến hành triển khai thí điểm là dịch thuật một số các cái quy định đối với một số các cái ngành hàng. Thì thời gian thí điểm thì nó cũng rất là ngắn thôi, chỉ trong vòng 3 tuần trong tháng 4 vừa qua. Và tham gia vào cái hoạt động thí điểm này thì có các đội ngũ sinh viên là những bạn sinh viên của trường Đại học Ngoại thương, các bạn là sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 được đào tạo chuyên môn về thương mại quốc tế và kinh tế đối ngoại. Đồng thời các bạn có trình độ ngoại ngữ rất là tốt, có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Và bên cạnh đó thì có sự tham gia của các giảng viên và các chuyên gia thương mại quốc tế của trường Đại học Ngoại thương. Và đồng thời, một trong những cái đối tượng thụ hưởng chính của cái dự án này đó chính là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế. Thì trong thời gian ngắn vừa qua thì chúng tôi cũng có cái sự hợp tác và phối hợp của hỗ trợ từ phía Vietrade cũng như là các hiệp hội. Thì chúng tôi đã có sự quan tâm và rất là nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia vào cái dự án này và cái hoạt động này. Tuy nhiên vì cái thời gian thí điểm cũng rất là ngắn và chúng tôi cũng muốn rằng là trong cái thời gian ngắn này chúng tôi có được một cái sự kết nối rất là chặt chẽ với các doanh nghiệp. Thế cho nên là chúng tôi chỉ giới hạn mà ở một số lượng doanh nghiệp nhất định là 27 doanh nghiệp đại diện cho 3 lĩnh vực ngành nghề, đó là da giày, thủy sản và trái cây. Và các quý vị cũng có thể đặt ra một câu hỏi rằng là tại sao trường Đại học Ngoại thương chỉ lựa chọn 3 cái ngành nghề này trong cái hoạt động thí điểm của chúng tôi? Thì chúng tôi có 3 cái luận điểm như sau. Thứ nhất, đó là hiện nay da giày, thủy sản hay là rau củ quả thì hiện nay đang là một trong những top mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam. Và thứ hai nữa là theo hệ thống ePIN thì chúng tôi thấy rằng là 3 cái ngành nghề này có số lượng các cái cảnh báo và quy định thương mại quốc tế chiếm một cái tỷ trọng khá lớn. Và quan trọng hơn nữa, đó là theo những nghiên cứu của ITC gần đây thì cho thấy rằng là
những cái tác động của các cái rào cản phi thuế quan này tác động rất là lớn đến ba cái lĩnh vực ngành nghề này, thì đấy là lý do tại sao chúng tôi đang thực hiện thí điểm dịch thuật các cái cảnh báo và hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong ba cái lĩnh vực rau củ quả, thủy sản và da giày trước ạ. Và đối với cái hoạt động của cái dự án thí điểm này thì sau khi chúng tôi đã thống nhất chương trình với phía ITC, WTO và các hiệp hội thì chúng tôi cũng bắt đầu tiến hành triển khai các hoạt động. Thì nội dung chính của cái hoạt động thí điểm này đó là thứ nhất, chúng tôi sẽ tiến hành chọn các cái quy định cảnh báo, và thứ hai là tiến hành dịch thuật, và thứ ba là sẽ hiệu đính các cái bản dịch thuật này bởi các thầy cô và giảng viên của trường đại học ngoại thương, và tiếp theo đó là xin các ý kiến chuyên gia, cũng là các chuyên gia và các thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy, đồng hành và tư vấn cho các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu từ hơn 10 năm trở lên. Thì như vậy chúng tôi cũng đảm bảo cái yếu tố khoa học và chất lượng của các cái bản dịch cũng như là các cái thông tin. Và sau đó thì chúng tôi đã tiến hành gửi cho các doanh nghiệp thông qua 3 hình thức. Thứ nhất đó là thông qua các email mà doanh nghiệp đã chính thức đăng ký. Thứ hai là qua group Zalo mà chúng tôi trao đổi với doanh nghiệp. Và thứ ba nữa đó là chúng tôi đã hướng dẫn trực tiếp các doanh nghiệp sử dụng hệ thống National Forum, diễn đàn quốc gia của ePing, để doanh nghiệp có thể trực tiếp nhận các cái bản dịch ở trên đó, và đồng thời thông qua cái hệ thống National Forum này thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể được trao đổi với các doanh nghiệp cùng ngành nghề quan tâm, và đồng thời có các chuyên gia ở trên đó có thể thảo luận thêm và hướng dẫn thêm các doanh nghiệp với những quy định mà nó chưa thực sự là rõ ràng hoặc là có thể là đang khó để có thể áp dụng. Và sau đó thì chúng tôi cũng tiến hành là khảo sát và lấy ý kiến của doanh nghiệp, đánh giá thêm chất lượng cũng như là cái triển vọng sẽ triển khai trong thời gian tới như thế nào. Vậy thì ở đây trên slide các quý vị đang xem đang là một số các cái hình ảnh mà của hoạt động dự án. Thì ở đây là một cái version demo của cái bản dịch. Thì bản dịch của chúng tôi có những bản dịch rất là ngắn, chỉ có khoảng 2 đến 3 trang, nhưng mà có những bản dịch khoảng rất là dài, khoảng mấy chục trang, nhưng mà đội ngũ của trường ngoại thương đã review và chỉ đưa vào những nội dung quan trọng nhất và chỉnh nhiều nhất và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp nhất. Còn đây là hình ảnh mà chúng tôi đã tiến hành hướng dẫn cho các doanh nghiệp để sử dụng trực tiếp cái hệ thống National Forum của ePing, diễn đàn quốc gia. Thì cũng rất là cảm ơn tất cả các doanh nghiệp đến từ Hiệp hội Da giày, Thủy sản và Rau củ quả. Các anh chị đã hỗ trợ và kết nối cùng với trường ngoại thương, cũng đã rất là chủ động để tham gia vào các cái buổi hướng dẫn này. Thậm chí có những lần chúng tôi phải hướng dẫn vào buổi tối, cũng có những lúc chúng tôi phải hướng dẫn vào cả những ngày cuối tuần. Nhưng doanh nghiệp cũng đã tham gia rất là đầy đủ. Và sau 3 cái buổi hướng dẫn này thì doanh nghiệp đã hoàn toàn rất là thành thạo trong việc sử dụng National Forum của ePing. Tôi xin phép chuyển sang cái phần thứ ba, đó là một số các cái kết quả mà hiện nay chúng tôi đã khảo sát doanh nghiệp tham gia vào cái dự án thí điểm này. Thì phần thứ nhất đó là những cái đánh giá của doanh nghiệp về mức độ cần thiết của cái hoạt động là cung cấp các cái bản dịch bằng tiếng Việt này như thế nào. Thì dựa trên cái thang đo là 5 điểm, đó là những thang đo với mức độ cao nhất tức là rất cần thiết, thì doanh nghiệp đang đánh giá mức độ là trung bình là 4.5/5. Như vậy đây cũng là một kết quả rất là khả quan, rất là tốt. Và tiếp theo nữa là có hơn 96% doanh nghiệp tham gia dự án thí điểm này cho rằng là hoạt động dự án này cần thiết và rất là cần thiết. Và quý vị có thể nhìn thấy trên slide thì quý vị có thể thấy rằng là đây là những cái đánh giá, điểm bình quân đánh giá của 3 lĩnh vực ngành nghề mà chúng tôi đang thí điểm. Thì quý vị có thể thấy rằng là với cái mặt hàng rau củ quả thì cái điểm bình quân đánh giá nó là cao nhất, và tiếp theo là đến thủy sản và da giày. Thì như thế nó cũng phản ánh một cái thực tế rằng là hiện nay đối với các doanh nghiệp rau củ quả họ đang rất là cần có một cái hoạt động là dịch các cái bản dịch này sang tiếng Việt để cho họ có thể nắm bắt kịp thời cũng như là rõ ràng. Thế còn đối với thủy sản thì có thể mức thấp hơn một chút, nhưng mà cái điểm bình quân đánh giá cũng rất là cao, 4.5/5. Đối với da giày thì điểm thấp hơn một chút, nhưng vẫn ở cái mức độ đó là đánh giá là ở mức cần thiết. Và tiếp theo nữa đó là ý kiến của các doanh nghiệp. Khi chúng tôi hỏi các doanh nghiệp là các doanh nghiệp đã được nhận được những cái dịch vụ tương tự hay là chưa, thì hiện nay kết quả thu về là 100% doanh nghiệp tham gia dự án thí điểm này họ vẫn chưa nhận được những cái dịch vụ tương tự ở bất cứ các cái tổ chức khác. Và trong đó thì có 96 doanh nghiệp mong muốn rằng là dự án này nên được triển khai lâu dài và bền vững.
Khi chúng tôi hỏi doanh nghiệp là sau khi doanh nghiệp nhận bản dịch rồi thì doanh nghiệp xử lý nó như thế nào, thì có 60% doanh nghiệp cho rằng họ sẽ chuyển đến các bộ phận chức năng để xử lý. Có nghĩa là nó rất là sát sườn và ảnh hưởng luôn đến cái hoạt động của doanh nghiệp. Thế còn 40% doanh nghiệp còn lại cho rằng là họ chỉ tham khảo để trong cái việc xây dựng các cái chiến lược trung hạn và dài hạn. Thì cũng có lẽ là 14 cái cảnh báo mà chúng tôi đã tiến hành dịch thuật ở đây nó chưa thực sự là ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, nên là họ chỉ muốn mang tính chất là tham khảo cho trung và dài hạn. Và khi chúng tôi hỏi về khảo sát đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng dịch thuật các bản dịch này, thì doanh nghiệp đánh giá mức điểm trung bình là 4.1/5, và 100% doanh nghiệp đều cho rằng là các cái bản dịch này có chất lượng tốt và dễ hiểu. Và khi chúng tôi hỏi doanh nghiệp là doanh nghiệp mong muốn rằng là nếu dự án này triển khai lâu dài thì các cái bản dịch của trường đại học ngoại thương sẽ được gửi đến các doanh nghiệp thông qua hình thức nào, thì chủ yếu doanh nghiệp hiện nay vẫn chọn là theo hình thức gián tiếp, là là hình thức trực tiếp, là thông qua email và Zalo. Thế còn đối với hình thức gián tiếp là thông qua hiệp hội và hệ thống National Forum thì vẫn ít hơn, bởi vì cái này cũng rất là thực tế, bởi vì doanh nghiệp mới chỉ biết đến National Forum và cũng chỉ mới sử dụng một thời gian rất là ngắn nên họ thực sự có thể là chưa quen. Nhưng mà một cái ưu điểm của việc sử dụng National Forum là doanh nghiệp ngoài cái việc nhận trực tiếp các cái bản dịch này rồi thì doanh nghiệp có thể trao đổi với các doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực ngành nghề, và trên đó sẽ có các chuyên gia đến từ trường đại học ngoại thương và các cơ quan bộ ban ngành sẽ cùng hỗ trợ các doanh nghiệp ở trên đó. Và những cái đánh giá kết quả chung thì chúng tôi nhận ra rằng là hiện nay chủ yếu các doanh nghiệp, gần như 100% doanh nghiệp tham gia cái dự án thí điểm này đều cho rằng là dự án này cần phải được triển khai lâu dài và bền vững. Và 100% doanh nghiệp đều cho rằng là cũng chưa nhận được những cái hỗ trợ về các bản dịch này tương tự ở các cái đơn vị khác. Và tiếp theo nữa đó là các doanh nghiệp thì cũng hy vọng rằng là các doanh nghiệp cũng đánh giá cái việc sử dụng cái hệ thống National Forum này là tương đối cần thiết. Đó. Như vậy đây là một số các cái tổng kết cũng như là đánh giá chung. Vậy thì dựa trên những cái khảo sát và trong quá trình chúng tôi làm việc trực tiếp với doanh nghiệp thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nghiệp có những cái mong muốn và có những phản hồi rất là tích cực. Và thay mặt cho đại diện ban dự án thí điểm của trường đại học ngoại thương thì chúng tôi cũng xin đề xuất rằng là chúng tôi cũng sẵn sàng sẽ là đầu mối triển khai cái hoạt động này trong thời gian lâu dài. Và kể cả các bạn sinh viên thì khi được hỏi các bạn cũng rất là sẵn sàng gọi là volunteers, tự nguyện, tình nguyện để có thể tham gia cái dự án này một cách lâu dài để hỗ trợ và đồng hành cùng với các doanh nghiệp. Tuy nhiên là chúng tôi cũng nhận thấy rằng là để cái dự án này có thể triển khai một cách kết quả tốt, có kết quả tốt nhất và hiệu quả nhất thì chúng tôi vẫn cần cái sự phối hợp của rất là nhiều các bên liên quan. Đặc biệt ở đây là chúng tôi cần sự hỗ trợ của phía ITC cũng như là WTO để có những hỗ trợ về các cái mặt nguồn lực, cũng như là về phía cơ quan ban ngành của nhà nước, ví dụ về phía Vietrade hay là các cơ quan khác của Bộ Công Thương, rồi là Bộ Nông nghiệp, văn phòng TPT và văn phòng ISPS sẽ có cái sự hướng dẫn thêm liên quan đến các cái quy định. Và về phía các hiệp hội thì sẽ giúp chúng tôi lan tỏa đến tất cả các doanh nghiệp trong cái hệ thống hiệp hội của mình để các doanh nghiệp được biết và tham gia một cách tích cực. Và quan trọng hơn nữa đó là doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì rõ ràng là đối tượng thụ hưởng chính của dự án này và hoạt động này. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất là cần doanh nghiệp sẽ phải chủ động tham gia, chủ động khai thác thông tin mà đã được dịch và sử dụng cái hệ thống National Forum này. Và quan trọng hơn nữa là chúng tôi cũng hy vọng là doanh nghiệp sẽ tích cực trong cái việc là chia sẻ các cái kinh nghiệm cũng như là các cái kinh nghiệm của mình trong cái việc xử lý các cái quy định để cùng nhau đáp ứng các cái tiêu chí sản phẩm của mình ở thị trường quốc tế. Vậy thì trên đây là những cái phần trình bày rất là ngắn gọn của trường đại học ngoại thương liên quan đến hoạt động thí điểm của trường đại học ngoại thương trong vòng tháng 4 vừa rồi. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn các quý vị có thêm nhiều góp ý hơn nữa để dự án này có thể được triển khai lâu dài, bền vững và quan trọng nhất đó là đạt được kết quả cao nhất nhằm phục vụ được những cái mong muốn sâu xa nhất và quan trọng nhất của phía các doanh nghiệp. Vâng ạ, tôi xin kết thúc cái bài trình bày của mình. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hằng, giảng viên trường Đại học Ngoại thương. Và kính thưa quý vị, với phần trình bày của đại diện Đại học Ngoại thương thì ngay bây giờ sau đó chúng ta sẽ cùng bước sang phần thứ hai của buổi hội thảo, đó chính là phiên thảo luận giữa các vị khách mời. Và đến tham dự với buổi tọa đàm của chúng ta ngay lúc này đây
Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị, đó chính là sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại và cũng là người điều phối viên của phiên thảo luận. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Tôn Nữ Thủ Quyên, Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Lê Thanh Hòa, Phó Chủ tịch Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam. Trân trọng kính mời Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương. Trân trọng kính mời bà Lotte Rico, cán bộ dự án WTO. Trân trọng kính mời bà Ursula Hermelin, quản lý dự án đối phó với hàng rào phi thuế quan ITC. Và trân trọng kính mời các vị đại biểu và khách mời có tên vừa rồi sẽ cùng lên sân khấu để tiến vào phần thứ hai của chương trình tọa đàm. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời điều phối của phiên tọa đàm, đó chính là bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại. Vâng, xin được kính chào các quý vị đại biểu. Thì chúng ta có một cái phiên gọi là cái phiên thảo luận cuối giờ. Thì cái phiên này thì chúng tôi cũng đã nhận được trên tay khá nhiều các câu hỏi, kể cả các câu hỏi chat ở trên nhóm trực tuyến và các cái câu hỏi gửi trước và trong cái thời gian buổi lễ. Thì hiện giờ trên tay cái câu hỏi nó khá là dày rồi, cho nên là tôi xin phép là trước tiên là tôi sẽ xin đi vào một số những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được sẵn. Và quý vị đại biểu ở đây, nếu mà anh chị nào có những câu hỏi thì các anh chị cũng có thể chuẩn bị, trong trường hợp chúng ta còn thời gian thì chúng tôi cũng xin phép là sẽ trả lời. Còn trong trường hợp mà chúng tôi không có thời gian thì chúng tôi cũng xin cam đoan, cam kết rằng tất cả những câu hỏi này thì cũng sẽ được chúng tôi chuyển đến tất cả các anh chị là các cái cán bộ cũng như là các cái chuyên gia để trả lời chúng ta toàn bộ câu hỏi. Sau đây thì tôi xin phép được bắt đầu. Thì trong này thì tôi nhận được một cái rất là nhiều câu hỏi, thì tôi xin phép là có câu hỏi đầu tiên dành cho đại diện đến từ WTO. Câu hỏi đó là: làm thế nào để chúng tôi có thể liên hệ được với Trung tâm Thương mại Quốc tế, tổ chức thương mại quốc tế WTO, cho bất kỳ một cái gọi là những cái khó khăn hay là những cái thách thức hay là những cái vấn đề gì mà liên quan đến e-ping, thì làm thế nào mà chúng tôi có thể gọi là liên hệ được với WTO, và chúng tôi sẽ làm thế nào để liên kết được với họ bằng chúng tôi, tức là khi mà liên kết với họ thì chúng tôi sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt hay là tiếng Anh. Thì cái câu hỏi này tôi xin phép là sẽ chuyển trực tiếp đến cho bà Lotte. Hiện giờ bà cũng đang làm việc online với chúng ta. So thank you very much for the question. How can you contact us? So I think at the end of my presentation, there was an email address included. I can also put it in the chat of this Zoom session. I don't know if that will be visible then for all you, for all that are participating in this event, but I'm sure that we will be able to arrange this to make sure that you all have it. And that's just eping@wto.org. If you send any query or question you have to that email address, then you will get an answer. There is also on the EPIM website an online form that you can fill out. There is a contact us button on the website. If you click there, you can also write the question you have. It will basically go to the same email inbox which I manage, and I will make sure that you get the right answers. For what concerns the questions in Vietnamese, unfortunately, I do not speak Vietnamese. I know we have a colleague in ITC. Maybe Ursula can pick up on that. We have a colleague in ITC that is from Vietnam, actually from an old student from the Foreign Trade University. So maybe we can liaise with him if we get questions from Vietnamese users in Vietnamese. So thank you. Vâng, xin được cảm ơn phần trả lời của bà Lotte. Cái câu hỏi thứ hai thì tôi xin phép là dành cho chị Thục Uyên đến từ văn phòng TBT Việt Nam. Cái trên này câu hỏi là cô văn câu hỏi là thế này là chúng tôi vừa mới được nghe chúng ta có một cái hoạt động, đó là cái hoạt động khảo sát
Và trong cái hoạt động khảo sát đó thì cái kết quả đã cho rằng là các cái hàng rào liên quan đến SPS và TBT thì ở các cái thị trường nước ngoài ấy, thì là nó khá là thách thức cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Thì do đó là theo bà thì bà có thể là cho biết cái ý kiến là với những cái thông tin mà cập nhật nhất liên quan đến gọi là những cái thông tin liên quan đến cái hệ thống e-ping này thì theo bà ấy thì là nó có hỗ trợ như thế nào cho doanh nghiệp Việt Nam, hoặc là nó có giảm được những cái chi phí dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khi mà tham gia kinh doanh cũng như là xuất khẩu hay không? Vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi. Rõ ràng là sẽ giúp được nhiều chứ ạ, đúng không ạ? Trước đây thì doanh nghiệp muốn tiếp cận được với thông tin TBT và SPS thì cũng có thể tiếp cận thông qua cái cơ sở dữ liệu của WTO. Nhưng rõ ràng là với doanh nghiệp SME, doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta, để tiếp cận được những thông tin này không phải là dễ dàng. Vậy thì khi có cái e-ping này thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì nó là tất cả những cơ sở dữ liệu liên quan, tức là tất cả những thông báo liên quan đến TBT và SPS sẽ được gửi trực tiếp đến cho doanh nghiệp và customize đến theo cái yêu cầu của phía doanh nghiệp. Ví dụ khi doanh nghiệp ưu tiên xuất khẩu sang thị trường châu Âu chẳng hạn, và quan tâm đến thị trường châu Âu, thì qua cái hệ thống đăng ký e-ping này thì anh chị có thể chọn lựa cái thị trường mà mình quan tâm, chọn lựa cái biện pháp, tức là cái lĩnh vực mà mình quan tâm là TBT hay SPS, để các anh chị có thể tiếp cận được với cả cái thông tin một cách nhanh chóng và kịp thời nhất. Thì rõ ràng đây là một công cụ rất là hữu ích cho doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp mà muốn tìm hiểu và biết những cái thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ tục đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm hàng hóa. À, vâng, xin được cảm ơn phần câu trả lời của rất là ngắn gọn của chị Uyên. Thì trong này chúng tôi cũng nghĩ là có một câu hỏi cũng rất là hay đến từ một đại diện của tổ chức. Thì câu hỏi này thì là dành trực tiếp dành cho đại diện của ITC. Tôi xin phép được hỏi chị Ozura. Thì theo tổ chức thương mại quốc tế, trung tâm thương mại quốc tế ITC, thì chúng ta có cái kế hoạch về nâng cao năng lực tại Việt Nam hay không? Đặc biệt là cái kế hoạch này thì nó liên quan đến những các cái kỹ năng cũng như là những các cái năng lực về e-ping dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam mình. Thì do đó mà chị có thể chia sẻ làm thế nào mà chúng ta, hoặc là có những cái kế hoạch hoặc có cái dự định gì về cái việc mà nâng cao năng lực này để giúp cho cái việc mà tạo dựng cho cái thói quen của các doanh nghiệp của Việt Nam, cái cách thức làm thế nào mà chúng ta có thể tự mình truy cập vào thông tin cũng như là tự mình nghiên cứu và tự đưa ra được những cái gọi là những cái nghiên cứu đấy để áp dụng một cách thực tế trong cái thực tế kinh doanh. Xin mời đại diện đến từ ITC. Thank you very much for the question, and thanks again to all our partners in Vietnam for this wonderful event today. So in terms of capacity building, yes, indeed. My colleagues have mentioned it earlier also in the opening speech. There is already ongoing some capacity building that is led by the SPS and TBT inquiry points to train enterprises on how to use e-ping, how to make use of the information therein, how to interpret it as well. So this is an offer that was already there before, but now we have intensified. There are capacity building offers also from ITC and the WTO that are being offered, but I would also want to refer to our network of experts and trainers on market access and NTMs that also have capacity now to share knowledge and show to enterprises how to use e-ping and how to make the best benefit out of it. Going forward, there's a number of initiatives that also are supported by ITC that will have a strong emphasis on capacity building. So our ED mentioned earlier in her speech the systemic mechanism for safer trade project that looks into SPS in particular. So there are elements of capacity building in there as well, and these projects will make use of e-ping information as well, and so will obviously be then the implementation of the national export strategy. Thank you. Vâng, sau một cái câu hỏi này thì tôi xin phép là sẽ hỏi phía dưới đại biểu ạ. Câu hỏi này thì dành cho anh, cho tiến sĩ Đào Ngọc Tiến. Thì chúng tôi vừa mới nghe về cái dự án của phía Đại học Ngoại thương là có trình bày cái dự án thí điểm về dịch thuật cũng như là đưa cái chương trình vào giảng dạy tại Đại học Ngoại thương. Thì xin ông có thể chia sẻ cũng như là cho biết được cái lộ trình mà thứ nhất là phối hợp về cái việc dự án thí điểm nó như thế nào và cái lộ trình để đưa vào cái giảng dạy này như thế nào. Xin mời ông. Vâng, thì thật ra thì trường Đại Ngoại thương cùng với lại ITC thì cũng đã có một cái sự hợp tác, nó chưa chính thức nhưng mà đã có một cái sự hợp tác rất là lâu.
cho nên là rất là nhiều những cái công cụ trước đây của ITC như là các cái vấn đề về bản đồ thương mại, các vấn đề về tiếp cận thị trường hay là các cái công cụ về đánh giá tiềm năng xuất khẩu thì chúng tôi cũng đã đưa vào trong chương trình và vậy rồi. Thế thì ngày hôm nay thì là một cái bước tiếp theo khi mà ITC cùng với WTO và UN phát triển ra cái công cụ e-ping là công cụ mới này, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật với một cái mục tiêu là những cái gì mới nhất, cập nhật nhất, hiện đại nhất thì sẽ được đưa vào trong cái chương trình và dạy của trường Đại học Ngoại thương. Thế thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã trong cái thời gian vừa qua, trong cái tham gia vào cái dự án này, thì cho đến thời điểm này thì có lẽ nói là chúng tôi cũng đã định hình xong, chúng tôi đã có những cái kế hoạch rất là chi tiết cụ thể về những cái nội dung gì, những vấn đề gì được đưa vào cái chương trình của cái môn học nào. Và cái bước cuối cùng hiện nay là chỉ là cần thông qua của hội đồng khoa học đào tạo của nhà trường. Và chắc chắn rằng là kể từ cái năm học tới thì tất cả những cái gì nó mới nhất, kể cả bao gồm cả cái e-ping và này, thì sẽ được đưa vào trong cái chương trình giảng dạy để mà phục vụ cho các bạn sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Xin cảm ơn tiến sĩ Đào Ngọc Tiến. Thì giờ đây chúng tôi cũng nhận được thêm một số câu hỏi nữa, thì có câu hỏi rất là thú vị đấy ạ. Câu hỏi như thế này ạ, là với các cái cảnh báo đối với dành cho các cái nước thành viên ấy, thì thông thường các cảnh báo thì thông qua email, thì liệu chúng tôi có phải trả cái chi phí để nhận được các cảnh báo này hay không? Và liệu chúng tôi có thể nhận được các cái cảnh báo như vậy qua các cái phương tiện khác, ví dụ như là Zalo hay là Viber được hay không, ngoài cái việc mà nhận thường xuyên qua email? Thì câu hỏi này tôi xin phép được chuyển đến cho đại diện từ phía Trung tâm Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bà Lutter ạ. Thank you very much for the question. So of course, the system is for free. You can register if you have internet. That's what you need. You just go to the website and you register, and you receive the notifications in your emails in your email inbox. And so no charges are linked to using e-ping. For what concerning using it through Zalo or Viber, for now, e-ping is only available through the website. However, we are constantly working on e-ping. It's changing. It keeps being accessible and user friendly, but we keep updating it, making it more useful, making it more user friendly, adding features that are being requested, and so on. So if you have any suggestions for us to improve, they are most welcome. And also in future, there might be a moment when we create an application that you can put on your phone to follow the notifications and so on. So there will be changes, and they won't, it's, how would I say it? Like we're really looking into this right now. So there might be future changes coming up later this year or next year. So yeah, just keep your eyes open and see what happens. There might be available in the medium term. So thank you for the great question. À, vâng ạ. À, chúng tôi nhận được một câu hỏi đến từ một công ty dịch vụ, tức là dịch vụ thể thao dưới nước Hạ Long Quảng Ninh đấy ạ. Thì doanh nghiệp thì đang muốn sản xuất thiết bị giải trí trên bờ dưới nước và xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Thế thì câu hỏi cụ thể của anh là hiện tại thì e-ping mới dịch 3 ngành hàng chính, thì trong thời gian tới thì có mở rộng ngành nghề không và trong khoảng thời gian nào? Thì câu hỏi này xin phép được mời tiến sĩ Đào Ngọc Tiến ạ. Vâng, cô rất là cảm ơn cái câu hỏi rất là thực tiễn của doanh nghiệp. Thế thì tại sao mà như lúc nãy trong cái bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Thu Hằng, thì tại sao mà chúng tôi lại lựa chọn những cái ngành hàng này? Thì bởi vì là từ cái bài trước của chị Thu Uyên thì các quý vị cũng thấy là các cái cảnh báo thì nó rất là nhiều và chúng ta thì cũng không thể nào làm hết được. Thế thì trong cái giai đoạn thí điểm thì chúng tôi mới lựa chọn những cái ngành hàng và những cái cảnh báo mà nó phục vụ được số đông các cái doanh nghiệp lớn nhất. Thế thì chắc chắn một điều rằng là trong cái thời gian tới thì dựa trên một cái cân đối về tất cả các nguồn lực thì trường Đại học Ngoại thương cùng với lại Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, văn phòng SPS TBT thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ với nhau để mà chúng tôi sẽ triển khai, chúng tôi sẽ mở rộng sang tất cả các ngành hàng. Và có lẽ rằng là cái nó tham vọng, có thể nói ở đây là nó rất là tham vọng là chúng ta sẽ có thể làm được tất cả. Tuy nhiên thì ở một cái khả thi hơn thì chúng ta sẽ làm được những cái cảnh báo mà nó đáp ứng được đa số các cái doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chứ còn những cái doanh nghiệp mà lớn thì cũng báo cáo với các anh chị là chúng ta hoàn toàn có những cái năng lực về mặt ngôn ngữ và về mặt kỹ thuật để chúng ta có thể tiếp cận được trực tiếp với lại cái bản dịch tiếng Anh. Thế với cái câu hỏi của rất là cụ thể của doanh nghiệp,
thì cũng xin cũng sẵn sàng chia sẻ thêm một cái nữa. Tức là nếu như chỉ có một vài các doanh nghiệp mà chúng ta chỉ có quan tâm có những cái nó cụ thể đối với một vài các cái sản phẩm, thì chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ với trường đại ngoại thương. Thì chúng tôi cũng sẽ có những cái trao đổi cụ thể đối với lại doanh nghiệp. Thì để mà có những cái nó thu hẹp cái phạm vi những cái cảnh báo mà chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp. Bởi vì là chúng tôi sẽ không thể nào chúng tôi dịch tất cả những cái cảnh báo mà nó liên quan đến những cái trang thiết bị thể thao dưới nước và trên cạn này. Và chúng tôi sẽ dựa trên là doanh nghiệp có quan tâm đến thị trường nào, liên quan đến sản phẩm nào, thì chúng ta sẽ thu hẹp vào. Thì như vậy với mỗi một doanh nghiệp thì cái phạm vi quan tâm thì nó rất là hẹp hơn. Và trên cái cơ sở mà trao đổi trực tiếp giữa trường đại học ngoại thương và một doanh nghiệp cụ thể, thì chúng ta sẽ có những cái sự hỗ trợ nhau một cách nó trực tiếp. Vâng, xin cảm ơn các câu trả lời cũng rất là đi vào trong tâm và đi sâu vào đúng những cái vấn đề mà các doanh nghiệp hỏi. Tôi xin phép là ở trong khán phòng của chúng ta thì có anh chị nào đến từ doanh nghiệp hay tổ chức có câu hỏi trực tiếp không ạ? Các anh chị ở đây có ai có câu hỏi gì không ạ? Thế tôi xin phép là có một câu hỏi trong này thì tôi cũng xin phép được hỏi luôn ạ. Trong này thì câu hỏi đó là các cái doanh nghiệp của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta ấy, thì liệu có thể có cái khả năng mà liên hệ đối với các cái thành viên khác ở trong cái hệ thống được không? Nếu mà có thể thì cái cách thức sẽ liên hệ như thế nào? Và nếu không thì liệu có cái cơ chế hay là có cái chức năng nào đó ở trong cái hệ thống của cái thông e-ping này để có thể liên hệ được hay không? Thì xin hỏi câu hỏi này thì mọi người có hiểu rõ không ạ? Cái câu hỏi này có nghĩa là cái câu hỏi của một đơn vị. Vâng, tức là cái điểm hỏi đáp ấy, thì là họ muốn hỏi trong doanh nghiệp, người ta muốn hỏi là trong cái đối với cái hệ thống e-ping của mình ấy, thì mình có cái cách nào để mình có thể liên hệ đối với các cái quốc gia thành viên khác hay không, và nếu mà có thì cái cách thức sẽ liên hệ như thế nào. Đấy thì xin hỏi trước tiên là có thể câu hỏi này tôi xin phép là hỏi đại diện đến từ ITC nhỉ. Vâng, các anh chị có câu trả lời không ạ? Priscilla, I'm happy to take this as well if you. Okay. Yes. Note. Yeah. Thank you very much for this great question. So, how can you reach other members? The WTO members is the question, if I got it correctly. Well, there are several ways. Of course, I would suggest whenever you have a question on a notification, something is not clear, you have questions on whether your product is covered by this notification or not, I would suggest you reach out to the SPS or TBT inquiry point in your country. So the Vietnamese SPS and TBT inquiry point as a first step. You can do that through the national forum on e-ping, because if you post something there, they will get an email and they can follow up on your question. But you can also reach out to them directly. So that I would suggest as a first step. But what you can also do is reach out to the inquiry points of the WTO members to ask a question. So there is on e-ping a list of all inquiry points, and they all have an email address listed there. So it's fairly easy. You can go to e-ping, search the country you have a question on, which notification you have a question about, and you can contact them. And they are actually required by the WTO regulations to answer your questions. So this is one option to reach out. On e-ping, there is also an international forum where information can be shared among members. However, you need special admin rights on e-ping to post something there. So that is for inquiry points mostly. Everybody can read the information that is posted there. So it is transparent in the sense that you can see what is being shared. For example, it's possible that a translation of a notified text is shared there, or there is a question being posed. But the active engages there are the people with admin rights, and that is SPS and TBT inquiry points for the biggest part. There is, maybe just to mention, for those that have admin rights, there is also a way to communicate in a bilateral or a more closed environment via the admin chat. Just wanted to mention this. If there are questions on this, please let me know. But this last feature is only for admin users on e-ping. So I hope this answered a little bit the question. Thank you. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của Lotte, và khả năng lớn là Lotte lại tiếp tục trả lời câu tiếp theo ạ. Vâng, câu hỏi đến từ PPD Việt Nam này ạ. Chúng tôi nhận được các thông báo về quy định mới cũng như dự thảo các quy định của các nước thành viên qua e-ping. Vậy còn các cảnh báo vi phạm chúng tôi có nhận được qua e-ping hay không? Thì câu hỏi này tôi xin phép là có thể hỏi Lotte từ Tổ chức Thương mại Thế giới được không ạ? Yes,
Ursula, would you like to take this one? Okay, thank you. Vâng, tôi xin mời câu hỏi này dành cho Ursula from ITC. So basically, EPING at the moment only focuses on SPS and TBT notifications made by member states to the WTO that we are just transmitting. This said, what Lotta said earlier about the inquiry points being able to upload and share additional information, that feature, this comment function, upload function is to also share additional information that may be of relevance to businesses, such as translations in the, that we are using now in partnership with FTU. But this is not limited to it. So they could be also used to flag concerns that have been raised or by businesses in Vietnam, for example, in relation to individual notifications, but maybe also official concerns that have been raised at the WTO and pending cases there. So it is not automatically. It is up to the inquiry points then to add this information or not. Maybe if I may, just wanted to add to that a great answer, Ursula. Just wanted to add that on the international forum on EPING, there are already some members that share comments that they've submitted bilaterally to the notifying member. For example, you will find a few examples where Switzerland has officially commented on the notification, so they share their concerns with the notified member, and they also published it online, so you can read their concerns. So just wanted to add that. Thank you. Vâng, đối với cái câu hỏi này thì xin phép là thay mặt cho TBT Việt Nam xin bổ sung thêm ý kiến của hai chuyên gia ở bên ITC và WTO. Thưa các anh các chị là cái hệ thống EPING này thì mục đích là để cung cấp thông tin liên quan đến một nước họ đang dự định họ sẽ xây dựng một cái chính sách nào liên quan đến TBT hoặc SPS. Và một cái điều rất là quan trọng khác nữa là không phải chúng ta chỉ nhận thông tin và để đó, mà chúng ta có quyền lợi, doanh nghiệp có quyền lợi được đóng góp ý kiến cho những cái biện pháp này trong vòng 60 ngày. Và sau khi đóng góp ý kiến thì các anh sẽ gửi những cái comment, tức là ý kiến góp ý này của anh chị cho một cái chính sách, dự thảo chính sách của một nước A nào đó, của nước thành viên WTO ấy ạ, như thế nào. Thì các anh chị có thể thông qua các điểm cơ quan thông báo và hỏi đáp quốc gia ấy ạ, TBT và SPS. Và nếu các anh chị đã nhận thấy rằng là những cái biện pháp này đang ban hành ra hoặc chuẩn bị xây dựng ra mà có thể gây trở ngại thương mại quá mức cần thiết, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của anh chị sang cái thị trường đó, sang cái nước đó, thì anh chị có thể phản hồi lại cái thông tin cho văn phòng TBT Việt Nam và văn phòng SPS Việt Nam. Thì thông qua đó chúng tôi qua những buổi làm việc song phương với các nước tại các cái phiên họp của ban TBT thì chúng tôi có thể phản hồi những cái thông tin này của doanh nghiệp tới những cái đối tác là thành viên của nước thành viên WTO. Thì hy vọng là cái câu trả lời này có thể giải đáp cho các anh chị cái câu hỏi là thế liệu những cái biện pháp vi phạm thì sẽ được phản ánh như thế nào. Vâng, xin hỏi là câu hỏi tiếp theo các anh chị ở khán phòng có ai có câu hỏi trực tiếp không ạ? Vậy thì chúng ta đi đến một câu hỏi cuối cùng ạ. Vâng. Thì câu hỏi này thì cũng tôi thấy cũng khá là thú vị đấy. À vâng, xin mời. À vâng, mời bạn. Em xin chào, em xin gửi lời chào đến các quý vị đại biểu đang có mặt trong khán phòng hôm nay ạ. Em đang là sinh viên năm 3 của chuyên ngành thương mại quốc tế trường Đại học Ngoại thương ạ. Dạ, em xin có một câu hỏi gửi đến thầy Đào Ngọc Tiến là em thấy là cái dự án dịch các cái cảnh báo của EPING đang được thí điểm trong tháng 4 vừa rồi thì các bạn sinh viên đã tham gia rất là nhiều, tuy nhiên thì trong một năm thì có đến hơn 5.000 cảnh báo được đưa ra và trong tương lai thì cái dự án này có thể mở rộng hơn nữa. Thì cho em hỏi là trong thời gian tới thì sinh viên như chúng em có thể tiếp tục tham gia dự án các dự án tương tự như thế này hay không ạ? Và có chỉ giới hạn trong sinh viên ngoại thương hay không mà còn có thể mở rộng ra các sinh viên trường khác nữa hay không ạ? Em cảm ơn ạ. Vâng ạ, thì cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn. Thì thứ nhất là có mở rộng cái này ra hay không thì chắc chắn một điều rằng là có lẽ là tất cả các bên liên quan ngồi đây, cả Cục Xúc Tiến Thương mại, cả văn phòng TBT hay trường Đại học Ngoại thương thì cũng đều rất là mong muốn là cái dự án này nó sẽ được kéo dài, nó sẽ được mở rộng. Về phía trường Đại học Ngoại thương thì chúng tôi cũng thấy rằng là khi mà các bạn sinh viên chúng ta tham gia vào các cái dự án như thế này thì sẽ là cái mà giúp cho các bạn có được một cái tiếp cận được những cái thông tin, những cái vấn đề nó sống động nhất, nó thực tiễn nhất. Thì đấy cũng là cái triết lý giáo dục của trường Đại học Ngoại thương, đó là hướng tới khai phóng gắn với thực tiễn. Cái ý thứ hai trong cái câu hỏi của bạn thì bây giờ là bây giờ sinh viên của các trường khác
thì có được tham gia hay không. Thế thì cũng trả lời một câu chuyện rằng là chúng tôi cũng sẵn sàng là mở tất cả những cái cơ hội này đến với tất cả các bạn sinh viên đến từ tất cả các trường đại học khác. Bởi vì là môi trường giáo dục của trường đại học ngoại thương thì cũng không phải là một cái môi trường nó đóng, mà bên cạnh những cái chương trình, những cái nội dung chúng tôi đưa vào các chương trình chính khóa, trường đại học ngoại thương hiện nay đang phát triển rất là nhiều những cái chương trình vệ tinh, những cái chương trình nó, những cái môn học ở bên ngoài. Và những cái chương trình vệ tinh, những cái môn học bên ngoài đấy thì chúng tôi với một cái mong muốn rằng là các bạn sinh viên ở bất kỳ nơi nào, thậm chí là các doanh nghiệp cũng có thể là tham gia vào những cái môn học vệ tinh đó để cập nhật, để chia sẻ những cái kiến thức. Và như vậy thì trường đại học ngoại thương sẽ đóng một cái vai trò là một cái điều phối để mà kết nối và chúng ta cùng nhau xây dựng nên một cái hệ sinh thái. Không phải là chỉ có một mình trường đại học ngoại thương mà với rất nhiều các trường đại học, các viện nghiên cứu là các cái cơ quan học thuật, với lại các cái bên cơ quan quản lý nhà nước như Cục Xúc tiến Thương mại hay là văn phòng TBT, SPS, thì tất cả chúng ta phải tạo ra một cái hệ sinh thái, và cái hệ sinh thái đấy nó sẽ hỗ trợ cho hoạt động thương mại quốc tế, cho hoạt động của các doanh nghiệp. Thì đấy là cái mục tiêu của tất cả chúng tôi ngồi đấy. À, vâng, à, xin được cảm ơn tiến sĩ Đặng Ngọc Tiến. À, các câu hỏi cuối cùng ạ. Vâng, tôi xin phép được đến câu hỏi cuối cùng. Tôi nghĩ rằng câu hỏi này cũng rất là thú vị. Thì đến một tổ chức, tôi nghĩ rằng đến một tổ chức xúc tiến thương mại thì địa phương ấy, thì các anh chị có hỏi là đối với địa phương của chúng tôi ấy, thì cái việc mà học trực tuyến thì chúng tôi cũng đánh giá rất là cao. Tuy nhiên thì chúng tôi muốn hỏi là các anh chị đến từ văn phòng TBT và SPS rằng là nếu chúng tôi có được những các cái hoạt động liên quan đến gọi là muốn nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp ở tại địa phương, và chúng tôi mong muốn mời các anh chị đến để hướng dẫn chúng tôi vào cái hệ thống e-ping với cái hình thức là trực tiếp, thì các anh chị có sẵn sàng không ạ? Vâng, mời chị. Đương nhiên là rất sẵn sàng ạ, và cũng chỉ hy vọng là nhận được nhiều những cái lời mời đấy của các anh các chị để văn phòng TBT cũng như SPS có thể hỗ trợ được cho các doanh nghiệp ở địa phương tiếp cận được với cả hệ thống e-ping. Thì như cái bài trình bày của tôi thì các anh chị thấy cũng thấy là chúng tôi cũng đã thực hiện rất là nhiều những cái phổ biến như thế này cho các doanh nghiệp ở địa phương rồi ạ, từ năm 2019 đến nay rất là nhiều những cái hội thảo như thế. Thì hy vọng là các anh chị có thể contact với cả văn phòng thông qua cái đường dẫn ở trên trang của văn phòng ạ, để văn phòng có cơ hội là sẽ được hỗ trợ cho các anh chị trong những cái thông tin liên quan đến e-ping. À vâng, tôi nghĩ rằng là chắc là trong khán phòng của chúng ta không có thêm câu hỏi nào nữa đâu, đúng không ạ? Thì đối với những câu hỏi mà các anh chị muốn có thêm câu hỏi thêm thì các anh chị cũng hoàn toàn là có thể gửi email, và chúng ta có rất nhiều cái kênh email rồi, thì những cái kênh khác đây hoàn toàn là gửi ở phía Cục Xúc tiến Thương mại cũng như là TBT, SPS và trường đại học ngoại thương. Chúng tôi sẵn sàng trả lời tất bất cứ một câu hỏi liên quan nào. Xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ Đặng Ngọc Tiến và Tôn Nữ Thục Uyên. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời, và xin được cảm ơn rất là nhiều mà Minh Thúy đã mang tới một buổi điều phối để trả lời rất nhiều những câu hỏi, mang tới những thông tin bổ ích và những gì mà chúng ta vẫn còn đang thắc mắc, thưa quý vị. Và quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng với nhau trải qua suốt quá trình của lễ ra mắt hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu e-ping phiên bản tiếng Việt. Một lần nữa thì xin được thay mặt cho ban tổ chức gửi tới lời cảm ơn chân thành tới rất nhiều quý vị, và chúc quý vị của chúng ta sẽ có được một buổi chiều không những với những thông tin thú vị trong hội thảo ngày hôm nay, mà chúng ta chuẩn bị để cùng đón với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại ạ. À vâng. Xin thay mặt cho Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, tôi xin được là gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thứ nhất là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Trung tâm Thương mại Thế giới, Trung tâm Thương mại Thế giới ITC, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến Thương mại của chúng tôi trong thời gian vừa qua để triển khai cái dự án là đối phó với hàng rào phi thuế quan từ cuối năm 2018 cho đến nay. Và thực sự là cho đến thời gian này thì chúng tôi cùng đi với chặng đường cũng khá là dài, hơn 2 năm, và chúng ta đã gặt hái được rất nhiều những thành công. Đặc biệt là phía ITC đã hỗ trợ cho Việt Nam của chúng ta huấn luyện và đào tạo được một đội ngũ giảng viên, chuyên gia, chuyên về các cái thông tin về hàng rào phi thuế quan. Và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hoạt động hợp tác tốt đẹp như thế này để chúng ta tiếp tục nhân rộng mô hình và tiếp tục có được những cái hoạt động bền vững tốt hơn nữa, phục vụ thực sự là hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ thương mại và xúc tiến thương mại tại Việt Nam.
Ngoài ra thì tôi cũng xin phép là được cảm ơn chân thành tới Trường Đại học Ngoại thương, tòa văn phòng TPT Việt Nam, văn phòng SPS Việt Nam đã phối hợp cùng với chúng tôi là triển khai thành công cái sự kiện này. Và trong thời gian tới thì phía Cục Xúc Tiến Thương mại của chúng tôi cam kết là tiếp tục sẽ đồng hành cùng với các tổ chức để chúng ta tiếp tục có những cái chương trình hay hơn nữa, tốt hơn nữa để phục vụ thực sự là hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như là cộng đồng, các tổ chức về chuyên về hỗ trợ thương mại và xúc tiến thương mại của Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa xin chúc quý vị sức khỏe, thành công và chúng ta có một kỳ nghỉ lễ thật sự là vui vẻ và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn.